rể quý trời cho. Chương 1121, chúng tôi là cao nhân. Cô Lưu nghe Lâm Thanh Diện nói vậy, khuôn mặt sững sờ hỏi, anh cũng không sợ tôi sao? Tìm hiểu kỹ nguyên nhân, tự nhiên sẽ không sợ nữa. Lâm Thanh Diện cười đáp. Cô Lưu dường như nghe được chuyện kinh thiên động địa, mắt tròn trịa, hỏi, anh nói nguyên nhân gì? Anh biết nguyên nhân tôi trở nên như vậy sao? Lâm Thanh Diện cười ngượng ngạo nói, đại khái là biết. Cô Lưu đột nhiên xúc động, xém chút thì chạy tới cầm lấy tay của Lâm Thanh Diện, sợ anh sẽ chạy mất. Nhưng rất nhanh cô ta bình thường trở lại, một là cô ta không biết rõ Lâm Thanh Diện là người gì, những gì anh ta nói có đáng tin hay không còn chưa biết, mặt khác tại sao cô ta trở nên như vậy, gia đình sớm đã giải thích cho cô ta biết. Nếu anh muốn trò chuyện, tôi sẽ cho anh một cơ hội, nhưng tôi muốn nhắc nhở mấy người, ở với tôi càng lâu, sẽ càng xui xẻo, đến lúc đó mấy người chết không rõ nguyên nhân, đừng trách tôi. Cô Lưu đáp. Lâm Thanh Diện cười cười nói, chuyện này không cần cô Lưu lo. Tuy Lâm Thanh Diện không có cách biết được bên trong túi thơm chứa gì, nhưng nếu muốn loại bỏ sự phá hoại của ám khí này, thì vẫn rất dễ dàng. Còn Vân Sơn và Tú Nương hai người họ, càng không lo lắng chuyện này. Một lúc sau, Tú Nương thay xong chiếc đầm, bước ra từ phòng thay đồ, tiên khí bay bay soi mình trong gương, khuôn mặt nở nụ cười hài lòng. Chủ nhân, mau qua xem tôi có đẹp không? Khuôn mặt Tú Nương phấn khích chạy tới trước mặt Lâm Thanh Diện, tạo dáng gợi cảm trước anh. Lâm Thanh Diện cạn lời gật đầu nói, đẹp. Anh không phải trả lời một cách đối phó, mà thật tâm cảm thấy Tú Nương mặc chiếc đầm này rất đẹp. Ngay cả cô Lưu bên cạnh khi nhìn thấy Tú Nương bận lên chiếc đầm này, khuôn mặt cũng lộ vẻ tự ti không bằng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Cũng may lúc nãy bản thân không cố chấp giành với cô ta, nếu không giành được mặc lên cũng không đẹp bằng cô ta, vậy thì quá xấu hổ. Sau khi đợi Tú Nương thay đồ xong, cả đám đi ra khỏi tiệm, các nhân viên của tiệm lúc này mới thật sự thở phào nhẹ nhõm, giống như cuối cùng cũng tiễn được Ôn Thần đi. Ba người đó không muốn sống nữa rồi, còn dám trò chuyện với cô Lưu, nói không chừng, tờ báo sáng mai lại có tin ba nạn nhân chết một cách ly kỳ. Một nhân viên lẩm bẩm. Đám người xem náo nhịp nhìn thấy Lâm Thanh Diện ba người họ cùng cô Lưu bước ra, ai cũng nhanh chóng tránh xa. Cô Lưu đã quen với chuyện này, không còn để tâm nữa. Đám người đó nhìn chằm chằm vào Lâm Thanh Diện ba người bọn họ, không hiểu bọn họ là ai mà cả gan ở gần với cô Lưu như vậy. Ba người đó làm gì vậy, dám đi cùng với cô Lưu, chẳng lẽ bọn họ không sợ chết một cách xui xẻo? Xem bộ dạng là ba người ngoại tỉnh, có lẽ còn chưa biết sự lợi hại của cô Lưu, đúng là ngốc nghếch, bọn họ không thấy phản ứng của chúng ta sao, còn dám đi bên cạnh cô Lưu. Chúng ta tránh xa ra một chút, tránh bị chúng xui xẻo, ba người đó thì chết bất đắc kỳ tử. Chúng ta mà bị nhiễm chút xui xẻo, thì cũng gãy tay gãy chân. Chấm. Cả đám rời khỏi trung tâm thương mại, vì tránh gây sự chú ý, Lâm Thanh Diện đề nghị đi đến con hẻm ở bên hông. Cô Lưu không ngần ngại, theo ba người Lâm Thanh Diện đến con hẻm. Lâm Thanh Diện nhìn hai người hầu đi theo, và mở miệng nói, cô Lưu, những chuyện mà chúng ta trao đổi sau đây có lẽ khá quan trọng. Cô Lưu hiểu ngay ý của Lâm Thanh Diện, dặn hai người hầu, hai người qua bên kia đợi tôi đi. Hai người kia như được ân xá phóng thích, nhanh chóng đi ra ngoài con hẻm. Lâm Thanh Diện nhìn theo hai người hầu cười và nói, người ở xung quanh cô sợ cô như vậy, tại sao cô còn đeo chiếc túi thơm kia, hay là, cô không hề biết chiếc túi thơm đó chính là nguyên nhân cơ bản khiến cô lâm vào hoàn cảnh hiện tại. Sau khi nghe những lời của Lâm Thanh Diện, cô ta ngơ ngác hỏi, túi thơm? Anh đang nói gì vậy? Lâm Thanh Diện cười lớn, xem ra cô thực sự không biết nguyên nhân tại sao mình lại trở nên như vậy. Cô Lưu, không biết túi thơm này cô có được từ đâu. Cô Lưu chau mày nói, đừng gọi tôi là cô Lưu nữa, tôi có tên, anh có gọi tôi là Lưu Ly. Chiếc túi thơm này là do bác cả tôi đích thân lên núi xin từ cao nhân, vì để giúp tôi giảm vận hạn, tại sao bây giờ anh lại nói tôi trở thành như vậy, là do chiếc túi thơm này. Lưu Ly vừa nói, vừa lấy tay tháo chiếc túi thơm ra xem, khuôn mặt tràn đầy vẻ khó hiểu. Nếu không có chiếc túi này, các người đừng nói đứng đây nói chuyện với tôi, vận hạn mà tôi mang lại, sớm đã đưa các người rời khỏi thế giới này. Lâm Thanh Diện tắt nụ cười, không ngờ cô Lưu Ly này lại xem chiếc túi thơm là một báu vật, quá rõ ràng, cô ta bị bác cả kia lừa rồi. Anh nhìn Lưu Ly, cũng không vội vạch trần bộ mặt thật của chiếc túi thơm, sau đó mở miệng hỏi, vậy không biết cô có thể kể cho chúng tôi nghe những chuyện đã xảy ra với cô, như vậy sẽ giúp chúng tôi hiểu cô hơn,
cũng giúp chúng tôi hiểu rõ rốt cuộc chuyện là như thế nào. Lưu Ly nhìn Lâm Thanh Diện và nói, đến bây giờ tôi còn không biết ba người mấy anh là ai, anh muốn tôi nói trước, anh đừng xem tôi như con ngốc chứ. Lâm Thanh Diện cười, không cảm thấy bất ngờ, cho dù là ai, đột nhiên gặp phải ba người như vậy, trong lòng nhất định cũng có chút đề phòng. Có thể cô không tin chúng tôi, nhưng tôi có thể khẳng định với cô, hiện tại vấn đề cô đang gặp phải, có lẽ chỉ có chúng tôi mới có thể giải quyết giúp cô, còn thân phận của chúng tôi, nếu tôi nói chúng tôi chính là cao nhân trong mắt cô có tin không? Lâm Thanh Diện nói xong, nhẹ nhàng chấm một cái trước mặt, có một vòng năng lượng xuất hiện, tiếp theo sau, là một lưu ly phiên bản thu nhỏ xuất hiện ở không trung. Lâm Thanh Diện điều khiển tiểu lưu ly trước mặt lưu ly, cúi chào và nở nụ cười ngây thơ trước mặt cô. Lưu Ly há hốc mồm miệng khi nhìn cảnh này, cô ta chắc chắn trên người Lâm Thanh Diện không đem bất kỳ thiết bị công nghệ nào, hơn nữa cho dù công nghệ tiên tiến nhất, chắc chắn không thể làm được như Lâm Thanh Diện. Đây quả thực là pháp thuật trong truyền thuyết. Lưu Ly bắt đầu nhìn Lâm Thanh Diện ba người họ bằng ánh mắt ngưỡng mộ, từ nhỏ đến lớn cô ta được xem là người đem đến xui xẻo, cho nên rất tin tưởng vào chuyện này, đối với những vị có pháp thuật cao siêu, trước giờ cô ta đều rất kính trọng. Ba vị cao nhân, tôi sẽ kể cho ba vị nghe chuyện đã xảy ra với tôi, nếu ba vị cao nhân có thể giúp tôi vấn đề này, Lưu Ly cảm kích vô cùng. Chương 1122, chịu trách nhiệm mà nói với cô. Ba người Lâm Thanh Diện đứng tại chỗ, nghiêm túc mà nghe Lưu Ly kể lại trải nghiệm của mình, càng hiểu sâu về Lưu Ly thì Lâm Thanh Diện cũng dần dần sinh ra một tia đồng cảm với cô ta. Hóa ra Lưu Ly kể từ khi sinh ra đã bị dán cái mác xui xẻo rồi, khiến cho cô ta từ nhỏ tới lớn, ở trong mắt người khác đều là một tên dị loài. Nhà họ Lưu là đệ nhất thế gia của thành phố Bạch Sơn, trước khi thành phố Bạch Sơn trở thành thành phố thì nhà họ Lưu đã tồn tại ở đây rồi. Lưu Thanh Sơn đang đảm nhận vị trí gia chủ của nhà họ Lưu hiện tại này, chính là bác cả của Lưu Ly, ba của Lưu Ly là Lưu Viễn Kiều, chính là em trai của Lưu Thanh Sơn. Tỉnh Vân Bắc thuộc góc Tây Nam của nước C, từ xưa đến nay, chỗ này có rất nhiều truyền thuyết thần dị. Cho dù đến khi khoa học kỹ thuật đã phát triển như hôm nay thì vẫn có rất nhiều chuyện mà khoa học không thể giải thích được đã xảy ra. Nghe nói vào ngày Lưu Ly được sinh ra, cả một thành phố Bạch Sơn được bao trùm bởi mây đen, sấm chớp đùng đùng, rất nhiều người đều trở nên vô cùng xui xẻo vào ngày hôm đó, đó là ngày mà thành phố Bạch Sơn xảy ra tai nạn xe nhiều nhất trong lịch sử. Lúc đó đúng lúc có một vị cao nhân đắc đạo đi qua nhà họ Lưu, nhìn thấy trời sinh hiện tượng lạ liền đoán nhà họ Lưu có vật yêu tà được sinh ra. Lập tức xông vào nhà họ Lưu, muốn trừ khử đi yêu tà đó. Nhưng đến khi vào nhà họ Lưu, thì cao nhân đó mới phát hiện hóa ra là do ông hai nhà họ Lưu sinh ra con gái, chứ không phải là yêu tà gì. Vị cao nhân đó xem tướng của Lưu Ly mới vừa sinh ra, đoán Lưu Ly chính là người đem đến vận rủi cho thiên hạ, sự ra đời của cô, sẽ khiến nhà họ Lưu xuất hiện tai nạn lớn nhất trong lịch sử, cao nhân kiến nghị nhà họ Lưu trực tiếp trừ khử đi Lưu Ly mới được sinh ra kia. Tuy Lưu Ly có hình người, nhưng cao nhân nói cô ta chính là người xui xẻo, sống trên đời chỉ đem đến tai nạn và xui xẻo cho người khác thôi. Hai vợ chồng Lưu Viễn Kiều đương nhiên không nỡ cốt nhục thân sinh của mình, liền quỳ xuống cầu xin cao nhân nhất định phải cứu con của bọn họ. Dưới sự khẩn cần của bọn họ, cao nhân đã đồng ý giúp Lưu Ly tạm thời phong ấn những vận rủi trên người, cao nhân tự xưng công lực có hạn, cho nên chỉ có thể áp chế vận rủi của cô ta trong 5 năm. 5 năm này Lưu Ly có thể lớn lên như một đứa trẻ bình thường, nhưng 5 năm sau nếu như vẫn không thể tìm được cách khống chế vận rủi trên người cô ta thì Lưu Ly sẽ trở thành tai nạn của nhà họ Lưu. Hai vợ chồng Lưu Viễn Kiều đương nhiên vô cùng cảm kích cao nhân, cho dù chỉ là 5 năm thì đối với Lưu Ly mà nói là cũng đủ rồi, bọn họ sẽ nghĩ mọi cách để tìm ra phương pháp có thể khử đi vận rủi trên người Lưu Ly trong vòng 5 năm này. Cứ như vậy, Lưu Ly đã an ổn mà trải qua 5 năm hạnh phúc nhất trong cuộc đời của mình. Chỉ là lúc đó cô ta vẫn chưa có ký ức gì cả, cho nên dù có hạnh phúc thì đối với cô ta bây giờ, cũng không có quá nhiều cảm xúc sâu sắc. Nhìn thấy 5 năm đã sắp tới, mà hai vợ chồng Lưu Viễn Kiều vẫn chưa tìm được cách để giải trừ đi sự xui xẻo trên người cô ta, cả nhà họ Lưu chìm vào trong một sự u ám. Lúc đó có rất nhiều người nhà họ Lưu sợ Lưu Ly đem đến tai nạn cho bọn họ, liền kiến nghị hai vợ chồng Lưu Viễn Kiều đưa Lưu Ly rời khỏi nhà họ Lưu, hoặc là bọn họ cũng có thể lựa chọn một cách ổn thỏa hơn. Là giết Lưu Ly. Hai vợ chồng Lưu Viễn Kiều đương nhiên không nỡ giết Lưu Ly, hơn nữa bọn họ đời đời kiếp kiếp đều sống ở nhà họ Lưu, rời khỏi thành phố Bạch Sơn, bọn họ căn bản là không có chỗ để đi. Chính vào lúc một nhà ba người Lưu Viễn Kiều chịu đựng sự ghét bỏ của nhà họ Lưu,
suýt chút đã bị quét ra khỏi nhà thì bác cả của Lưu Ly, Lưu Thanh Sơn lấy một cái túi hương về, nói cái túi hương này có thể giúp Lưu Ly kháng được vận rủi ở trên người. Đeo cái túi hương này, tuy không thể hoàn toàn giải trừ đi vận rủi ở trên người Lưu Ly, nhưng đã không đến mức tạo thành tai nạn cho người khác nữa. Đương nhiên, người tiếp xúc quá nhiều với Lưu Ly, vẫn sẽ sinh ra xui xẻo rất lớn, có lúc thậm chí còn trực tiếp gặp phải tai bay vạ gió. Điều này đối với một nhà ba người Lưu Viễn Kiều mà nói, chắc chính là một tin tốt rất lớn, tuy vận rủi trên người Lưu Ly vẫn không thể hoàn toàn được giải trừ, nhưng có thể có vật chống lại được những vận rủi này đã là một hy vọng rồi. Một nhà ba người Lưu Viễn Kiều cũng vì vậy mà không có bị đuổi ra khỏi nhà họ Lưu. Hơn nữa gia chủ Lưu Thanh Sơn còn ra lệnh, bất kỳ ai cũng không được tùy tiện bàn tán chuyện của Lưu Ly, hễ là người dám công khai bàn tán vận rủi ở trên người Lưu Ly thì đều sẽ trực tiếp đuổi ra nhà họ Lưu. Lưu Thanh Sơn cũng biểu hiện ra sự yêu thương đối với Lưu Ly, đối đãi cô ta như cô chủ cả nhà họ Lưu, đem tất cả tài nguyên của nhà họ Lưu đặt lên người cô. Vợ chồng Lưu Viễn Kiều cũng vì vậy mà rất cảm kích Lưu Thanh Sơn, đều vô cùng bán mạng mà làm việc cho nhà họ Lưu. Thế nhưng dù có như vậy, sau khi Lưu Ly được 5 tuổi, vẫn trở thành tên lạc loài trong mắt tất cả mọi người, không có ai dám chơi với cô ta, có những đứa con nít không biết chuyện chơi với cô ta, cũng chưa được mấy ngày thì liền bị bệnh lạ không chữa được, có người thậm chí còn bị liên lụy đến cả nhà liên tục bị xui xẻo. Dần dần, Lưu Ly mang tính cách cô độc, cô ta là một quái vật trong mắt mọi người trong mắt cô ta chả nhẽ không phải động vật máu lạnh ư. Cả nhà họ Lưu, chỉ có hai tùy tùng mà Lưu Thanh Sơn sắp xếp cho cô ta nhẫn nhịn sự sợ hãi trong lòng mà ở cùng với cô ta thôi, ngay cả hai vợ chồng Lưu Viễn Kiều cũng ít khi tiếp xúc với Lưu Ly. Từ từ, cả thành phố Bạch Sơn đều biết cô chủ nhà họ Lưu là một quái vật, người tới gần đều sẽ bị đem đến xui xẻo, hơn nữa có rất nhiều sự thật cũng chứng minh chuyện này, cho nên Lưu Ly đã trở thành quái vật trong mắt tất cả mọi người ở thành phố Bạch Sơn, bất kể là ai gặp, cũng đều né xa xa. Lúc mới bắt đầu trong lòng Lưu Ly vô cùng khó chịu, dù sao cũng chả có ai muốn bị đối đãi như quái vật hết. Nhưng về lâu về dài, cô ta cũng từ từ chấp nhận, Lưu Thanh Sơn đã từng nói với cô ta, đây là số mạng của cô ta, không thể nào tránh được, bảo cô ta có thể vui vẻ được ngày nào thì hay ngày đấy. Nghe Lưu Ly nói xong, trên mặt Lâm Thanh Diện lộ ra một tia nghi hoặc, mở miệng hỏi, cái túi hương của cô, bác cả cô lấy từ đâu về vậy? Lưu Ly trả lời, theo như bác cả nói. Cái túi hương này cũng là vị cao nhân đã xuất hiện vào ngày tôi được sinh ra cho đó, bác cả phí rất nhiều công sức mới tìm được vị cao nhân đó trước khi tôi được 5 tuổi. Lúc đó công lực của cao nhân đã tăng lên, cho nên đã chế ra túi hương có thể kháng lại vận rủi ở trên người tôi. Chỉ là bác cả có nói với tôi, cao nhân vốn không vô duyên vô cớ mà cho tôi cái túi hương này để giúp tôi, bác ấy lấy được cái túi hương này cũng là vì có điều kiện, có được cái túi hương này rồi. Tôi có thể sống được tới 25 tuổi một cách cũng coi như là bình thường, nhưng đợi tới năm tôi được 25 tuổi, cao nhân sẽ xuất hiện, đưa tôi đi. Lúc đó tôi cần phải đồng ý yêu cầu của cao nhân vô điều kiện, cho dù ông ta có bảo tôi làm gì thì tôi cũng phải đồng ý, tôi có thể sống ở trên đời này đã là may mắn lắm rồi, cho nên cũng không quan tâm đến mấy cái này nữa. Lâm Thanh Diện nhìn chăm chăm vào Lưu Ly im lặng một hồi, sau đó nhìn cô ta nói, tôi có thể chịu trách nhiệm mà nói với cô rằng, cô bị bác cả cô và cái người được gọi là cao nhân này gạt rồi. Chương 1123, cô trùng. Nghe thấy lời của Lâm Thanh Diện, trên mặt Lưu Ly lộ ra một biểu cảm nghi hoặc, mở miệng hỏi tại sao lại nói như vậy. Nếu như không có bác cả thì tôi đã bị đuổi ra khỏi nhà họ Lưu vào 5 năm tuổi rồi, hơn nữa không có cái túi hương này áp chế thì tôi cũng đã bị ba mẹ nhẫn tâm xử lý như quái vật từ lâu rồi. Lâm Thanh Diện cười cười nói, đây cũng chính là chỗ cao minh của bác cả cô. Rõ ràng đã gạt cô nhiều năm như vậy, nhưng vẫn có thể khiến cô cảm ơn cảm tạ, tin tưởng tất cả quyết định của ông ta đều là vì cô, đây mới là điều đáng sợ nhất. Xin anh nói cho rõ, anh rốt cuộc là có ý gì, bác cả tôi từ nhỏ đã đối với tôi rất tốt rồi, tôi coi bác ấy như ba của mình, tôi không cho phép bất kỳ ai nhục mạ bác ấy. Lưu Ly trở nên có chút kích động. Lâm Thanh Diện cười cười, nói kể từ ngày cô sinh ra, thì đã bị người ta nhận định là một đứa trẻ sẽ mang đến xui xẻo cho người khác. Sau đó vào năm cô 5 tuổi, cô thật sự đã bắt đầu đem đến vận rủi cho người khác, là kể từ khi cô đeo cái túi hương này vào 5 tuổi, cô không cảm thấy rất kỳ lạ ư. Lưu Ly nhíu mày, mở miệng nói, không phải tôi đã nói với anh rồi ư, trước khi tôi 5 tuổi sở dĩ có thể sống bình thường là vì vị cao nhân đó đã áp chế đi vận rủi trên người của tôi, chuyện này có gì mà kỳ lạ.
Tôi chính là vì trong lòng cảm kích vị cao nhân đó cho nên mới nói chuyện khách sáo với anh, nếu như anh đến chỉ vì để nói xấu bác cả tôi thì tôi cảm thấy chúng ta không cần phải nói tiếp nữa. Lâm Thanh Diện không có tức giận, mà nói, cô nói có lẽ là không sai, vậy tôi muốn biết, cô có khi nào bỏ cái túi hương này xuống, sau đó xem thử mình có đem đến xui xẻo cho người khác chưa? Lưu Ly ngước đầu lên, nói, bác cả tôi bảo lúc nào cũng phải đeo cái túi hương này, nếu không sẽ đem đến tai nạn cho người khác. Tôi tuy hận những người xem tôi như quái vật, nhưng vẫn không có ác đến mức đi hại người. Cho nên nói, cô căn bản không biết, sau khi cô bỏ túi hương xuống thì có còn tạo thành xui xẻo cho người khác hay không? Lâm Thanh Diện nói. Lưu Ly sững sờ, bất kể Lâm Thanh Diện nói có đúng hay không, thì câu nói này của anh đích thực đã khiến cô ta ý thức ra một chút gì đó. Từ đầu đến cuối, tất cả mọi chuyện, đích thực đều được xây dựng trên việc cô ta tin tưởng Lưu Thanh Sơn. Tuy cô ta đã chấp nhận sự thật là trước 5 tuổi sẽ không đem xui xẻo đến cho người khác, là bởi vì cao nhân đã giúp đỡ, nhưng lời của Lâm Thanh Diện vẫn khiến cho đáy lòng cô ta gợn lên một tia sóng. Tôi tin bác cả của tôi, bác ấy sẽ không hại tôi. Lưu Ly nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh Diện nói một câu. Lâm Thanh Diện nhìn Lưu Ly, hỏi, nếu như mấy cái này đều chỉ là do bác cả cô cố ý sắp xếp thì sao? Tại sao ngày cô sinh ra lại trùng hợp gặp một cao nhân? Còn giúp cô áp chế đi vận rủi trong 5 năm chứ. Mà khi 5 năm sắp qua đi, bác cả cô lại lấy được một túi hương từ chỗ cao nhân đó. Hơn nữa chỗ khiến người ta nghi ngờ nhất chính là, nếu công lực của cao nhân đó đã tăng cao thì tại sao không trực tiếp đến đây giúp cô áp chế đi vận rủi trong người, cho dù là không áp chế được 10 năm, mà được 5 năm thì đối với cô mà nói cũng là sự lựa chọn tốt hơn. Mà bây giờ cô đeo cái túi hương này, lúc 25 tuổi vẫn phải bị cao nhân đó đưa đi. Không lẽ cô không cảm thấy chuyện này có rất nhiều lỗ hổng sao? Lời của Lâm Thanh Diện khiến cho Lưu Ly bắt đầu khó chịu, từ nhỏ cô ta đã coi Lưu Thanh Sơn là người thân cận nhất, từ đáy lòng luôn cảm thấy Lưu Thanh Sơn sẽ không làm ra chuyện gì hại đến mình, cho nên căn bản không nghĩ đến mấy vấn đề này. Mà người nhà họ Lưu đương nhiên cũng sẽ không nghĩ đến mấy thứ này, bọn họ chỉ muốn mình không bị xui xẻo là đã đủ lắm rồi. Bây giờ Lâm Thanh Diện nói mấy vấn đề này ra, Lưu Ly mới ý thức ra một tia không đúng. Tất cả những gì cô ta biết đều do trưởng bối nói, năm đó khi cô ta sinh ra rốt cuộc có chuyện gì thì cô ta căn bản không rõ. Ngay cả hai vợ chồng Lưu Viễn Kiều cũng miêu tả không rõ tình hình năm đó, lúc đó vợ của Lưu Viễn Kiều mới sinh con xong, hôn mê bất tỉnh, Lưu Viễn Kiều lại vì công việc rất bận mà rất muộn mới về. Tình hình cụ thể vào hôm đó, đều là do Lưu Thanh Sơn kể lại. Điều duy nhất có thể xác định, vào ngày Lưu Ly sinh ra, đích thực là mưa to xối xả, sấm chớp đùng đùng, cái loại thời tiết như vậy vốn đã tạo thành nhiều sự cố giao thông rồi, cho nên nếu như nói là do Lưu Ly sinh ra mang đến xui rủi thì thực sự là có hơi miễn cưỡng. Trên mặt Lưu Ly đột nhiên lộ ra một tia thần sắc đau khổ, cô ta không thể chấp nhận cái sự thật này, càng huống hồ đây chỉ là lời nói phiến diện của Lâm Thanh Diện thôi, không ai có thể chứng minh anh đúng cả. Anh chỉ là dùng mấy lời này để mê hoặc tôi thôi. Cho dù anh có nói nhiều hơn nữa thì tôi cũng sẽ không tin bác cả tôi hại tôi, chúng ta hôm nay cứ đến đây thôi, tôi không biết rốt cuộc là anh có mục đích gì, nhưng nếu như anh có bất kỳ suy nghĩ xấu gì với nhà họ Lưu của tôi thì tôi khuyên anh sớm từ bỏ đi, nếu cứ tiếp tục như vậy, anh sẽ chẳng có kết cục tốt đâu. Nói xong, Lưu Ly liền vội vàng rời khỏi chỗ này, cô ta cần bình tĩnh lại tâm trạng của mình một chút. Lâm Thanh Diện trực tiếp chặn trước mặt cô ta. Nói tôi vẫn còn một cách chứng minh cô luôn bị bác cả cô giấu giếm. Cách gì? Lưu Ly ngây người. Lâm Thanh Diện lộ ra một nụ cười xấu xa với cô ta, sau đó trực tiếp cầm lấy cái túi hương trên người của cô ta. Thấy vậy, sắc mặt Lưu Ly thay đổi, vội vàng muốn giành cái túi hương của mình lại. Anh mau trả túi hương cho tôi, không có túi hương áp chế thì anh sẽ lập tức bị xui xẻo quấn lấy, trực tiếp tử vong đó. Lâm Thanh Diện cười cười nói, chết cũng là tôi chết chứ đâu phải cô sợ cái gì? Sau đó anh trực tiếp mở cái túi hương đó ra. Vẻ mặt Lưu Ly sốt sắng, nhưng không có cách, cô ta căn bản không tranh được với Lâm Thanh Diện. Hai người Vân Sơn và Tú Nương tới chặn Lưu Ly lại, Tú Nương mở miệng nói, yên tâm đi, chủ nhân của bọn tôi sẽ không hại cô đâu. Vẻ mặt Lưu Ly bất lực, nhưng trong lòng cũng sinh ra một tia nghi hoặc. Đây là lần đầu tiên cô ta rời khỏi túi hương kể từ khi cô ta có ký ức. Trước đây bác cả luôn nói với cô ta, một khi túi hương rời khỏi cô thì tất cả người xung quanh đều sẽ chết, cho nên cô ta chưa từng dám bỏ xuống. Nhưng ba người Lâm Thanh Diện căn bản trông không có bất kỳ chuyện gì cả, không lẽ do bọn họ là cao nhân sao?
Sau khi Lâm Thanh Diện mở cái túi hương, đổ thứ được đựng bên trong đó ra, đó là một thứ được gói bằng một miếng giấy màu vàng được vẽ đầy bùa chú. Thần niệm của Lâm Thanh Diện sở dĩ lại gặp phải phản ứng như vậy, chắc là vì cái bùa chú màu vàng này rồi. Anh trực tiếp gỡ bùa chú ra, tiếp đó liền nhìn thấy trong tay mình xuất hiện một con sâu toát ra một mùi cổ quái. Con sâu đó giống như đã được ngâm qua trong nước thuốc đặc biệt nào đó, trông cứng ngắc mà khủng bố. Vào giây phút Lâm Thanh Diện nhìn thấy con sâu này, trong đầu liền lóe qua một từ. Cổ trùng. Chương 1124, không muốn tin. Trong ký ức mà Thanh Phong truyền thừa cho Lâm Thanh Diện, có rất nhiều tri thức liên quan đến các loại thủ đoạn cổ quái hiếm có của các môn phái, cho nên Lâm Thanh Diện vừa nhìn liền nhận là con sâu trong túi hương rốt cuộc là cái gì. Hơn nữa cho dù không có ký ức mà Thanh Phong truyền thừa lại thì anh cũng có thể đại khái đoán ra được đây rốt cuộc là thứ gì. Tỉnh Vân Bắc vốn tồn tại các loại truyền thuyết về phù thủy cổ trùng quỷ dị, loại thủ đoạn hạ cổ trùng này, vẫn luôn được lưu truyền trên mảnh đất này. Đồng thời trên mặt của Lâm Thanh Diện cũng lộ ra một nụ cười giễu cợt, anh vốn còn tưởng rằng đây là thứ đáng sợ gì, hóa ra chỉ là một con cổ trùng đã bị luyện hóa qua thôi. Trong ký ức mà Thanh Phong truyền thừa lại, có rất nhiều kiến thức liên quan đến thủ đoạn cổ trùng, hơn nữa mấy cái đó đều được lưu truyền từ thời tiên tu cổ xưa, không biết còn cao minh hơn mấy thủ đoạn cổ trùng còn tàn thừa lại ở hiện đại này đến bao nhiêu nữa. Con cổ trùng nhỏ bé này ở trong mắt Lâm Thanh Diện cũng chẳng qua chỉ là thuật cổ trùng hạ đẳng mà thôi. Theo như quan sát của Lâm Thanh Diện, Lưu Ly sở dĩ đem đến xui xẻo cho người khác, quả thực là do con cổ trùng này tạo thành. Con cổ trùng này tuy chả là gì ở trong mắt Lâm Thanh Diện, nhưng trong số thủ đoạn luyện cổ trùng còn tàn thừa ở hiện đại thì đã là tương đối cao thâm rồi, chỉ luyện chế thôi hẳn cũng phải cần 4-5 năm. Bây giờ Lâm Thanh Diện cũng coi như là đã hiểu cái cao nhân đó tại sao lại nói công lực của mình chỉ có thể giúp Lưu Ly chống được 5 năm thôi rồi, hóa ra là vì ông ta muốn lợi dụng thời gian 5 năm này để luyện chế cổ trùng. Lâm Thanh Diện bây giờ sinh ra rất nhiều hứng thú về việc tại sao bác cả của Lưu Ly và cái người được gọi là cao nhân kia lại phí nhiều tâm tư để gạt Lưu Ly nhiều năm như vậy. Theo như sự hiểu biết của anh, ở nơi có tồn tại bí cảnh, bình thường đều sẽ xảy ra một số chuyện linh dị cổ quái, chuyện này của Lưu Ly đối với Lâm Thanh Diện mà nói là đã đủ hiếm kỳ rồi. Cho nên Lưu Ly nói không chừng chính là một cơ hội để cho Lâm Thanh Diện tìm bí cảnh. Cho dù không phải, thì làm rõ được việc người nhà họ Lưu tại sao lại gạt Lưu Ly nhiều năm như vậy, đối với anh mà nói cũng không phải là lỗ gì. Lưu Ly với vẻ mặt sốt sắng ở bên cạnh sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện lấy ra một con sâu từ trong túi hương, cũng giật bắn mình, hoàn toàn không ngờ ở bên trong túi hương lại đựng một thứ đáng sợ đến như vậy. Mà cô đã luôn mang theo thứ này bên người nhiều năm như vậy, nếu như cô sớm biết trong túi hương đựng thứ này, thì chỉ e là ngay cả cơm cô ta cũng không nuốt nổi nữa kìa. Đây là cái gì? Tại sao bên trong túi hương lại là thứ này chứ? Lưu Ly sững sờ mà hỏi. Lâm Thanh Diện mỉm cười nhìn cô ta một cái, nói, đây là một con cổ trùng, mấy năm nay cô sở dĩ luôn khiến người ta trở nên xui xẻo, chính là vì nó, nói chính xác, thì cô bị người ta hạ cổ trùng rồi. Lưu Ly khó tin mà nhìn Lâm Thanh Diện, hoàn toàn không dám tin lời của Lâm Thanh Diện, lắc đầu nói, không phải như vậy đâu, đây là do bác cả tốn công sức xin được từ chỗ cao nhân, sao tôi có thể bị người ta hạ cổ trùng chứ? Thứ này trông đáng sợ. Nhưng quả thực đã giúp tôi áp chế được vận rủi ở trên người, nếu như không có nó thì tôi chỉ e đã bị giết như quái vật rồi. Thấy Lưu Ly lúc này vẫn tin bác cả của cô ta, Lâm Thanh Diện cũng có chút bất lực, mở miệng hỏi, vậy cô làm sao giải thích đây, tôi đã lấy túi hương ra khỏi người cô rồi, nhưng cô không có trở thành quái vật đáng sợ gì hết. Hơn nữa tôi có thể đàn áp được vận rủi mà con cổ trùng này đem lại, không lẽ còn không đủ để chứng minh mấy lời mà tôi nói đều không phải đang gạt cô sao? Trên mặt Lưu Ly lộ ra một thần sắc vô cùng đau khổ, chính là vì khả năng mà Lâm Thanh Diện nói vô cùng lớn, cô ta mới kháng cự như vậy. Muốn khiến cho người ta tin tưởng tín ngưỡng mà mình kiên định bao nhiêu năm nay là giả thì đã là một chuyện vô cùng khó khăn rồi. Đây không phải thật, không phải thật, anh chẳng qua chỉ là đang gạt tôi mà thôi, anh chắc chắn là muốn có mưu đồ gì bất chính với nhà họ Lưu của tôi không muốn nghe anh nói nữa, tôi phải về đây. Lưu Ly dùng sức lắc lắc đầu mình. Sau đó liền quay người chạy trốn khỏi nơi này. Lâm Thanh Diện túm lấy cánh tay của cô ta, mở miệng nói, chạy trốn thì chỉ có bản thân cô là tổn thương nhất thôi, cô nên cảm thấy may mắn vì đã gặp được tôi, nếu như cô chịu nghe lời tôi thì cô vẫn còn một cơ hội sống, nếu không thì chỉ e cô sẽ bị bác cả đó của cô hại rồi. Lưu Ly kích động mà trực tiếp khóc lên,
mở miệng hét, cầu xin anh tha cho tôi, bác cả tôi không thể hại tôi được, bác ấy đối với tôi vô cùng tốt, mấy năm nay nếu không có bác ấy thì tôi căn bản không sống tiếp được rồi, cầu xin anh đừng nói nữa. Lâm Thanh Diện tràn đầy sự bất lực, trực tiếp phóng thích ra một tia sức mạnh, vỗ về cảm xúc của Lưu Ly. Lưu Ly chỉ cảm thấy trên người được một làn gió dịu dàng thổi qua, tâm trạng của cả người liền bình tĩnh lại. Thực ra muốn chứng minh điều mà bác cả cô nói thật ra rất là đơn giản, bây giờ con cổ trùng ở trên tay tôi, cô chỉ cần đi ra khỏi con hẻm này, nhìn xem thử mình có đem lại vận rủi cho người khác hay không, tất cả những điều này sẽ được giải thích rõ thôi. Lâm Thanh Diện mở miệng. Lưu Ly lắc đầu, nói, như vậy sẽ khiến những người vô tội đó gặp tổn hại. Cô ta nhìn chăm chăm con cổ trùng trên tay Lâm Thanh Diện một cái, tuy bây giờ trong lòng cô ta cũng đã bắt đầu cảm thấy, thứ mang đến vận rủi cho người khác là con cổ trùng này chứ không phải là mình. Nhưng trước khi chứng minh được thì cô ta thật sự không dám tin tưởng lời nói của Lâm Thanh Diện. Chính vào lúc này con cổ trùng ở trong tay của Lâm Thanh Diện đột nhiên nhúc nhích một cái, Lưu Ly nhìn thấy thì lập tức hét lên, vẻ mặt kinh hãi mà nói, nó nhúc nhích rồi. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn con cổ trùng trong tay mình một cái, trên mặt lộ ra một nụ cười, mở miệng nói, yên tâm, đây là vì tôi đã gỡ tấm bùa dán trên người nó ra rồi thôi. Chỉ là một con cổ trùng nhỏ bé, không đủ năng lực để làm gì tổn hại đến tôi. Con cổ trùng đó như là nghe hiểu lời của Lâm Thanh Diện, cả người đều bắt đầu lúc nhúc, sau đó trực tiếp há cái miệng tràn đầy răng sắc nhọn ra, muốn cắn lên người Lâm Thanh Diện. Thấy vậy, Lâm Thanh Diện trực tiếp phóng thích ra một luồng huyền kình, sau khi huyền kình đó đến lòng bàn tay anh thì trực tiếp biến thành một đóm lửa, gói gọn con cổ trùng đó. Con cổ trùng đó lập tức phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, như là quỷ kêu vậy, nghe vô cùng rợn người. Nhưng rất nhanh, cái tiếng kêu đó đã biến mất, con cổ trùng trong tay Lâm Thanh Diện cũng đã biến thành tro, hóa thành một đốm khói đen, biến mất trong không khí. Lưu Ly há hốc mồm nhìn cảnh này, tuy trong lòng cô ta không muốn tin con cổ trùng này sẽ đem đến vận rủi cho con người, nhưng bất kể nhìn thế nào thì con cổ trùng đó cũng là một thứ tà ác, không giống thứ tốt lành gì hết. Hơn nữa vào lúc con cổ trùng bị đốt cháy hết, cô ta cảm nhận được trên người mình như có thứ gì đó biến mất đi rồi vậy. Lúc này, cô ta cảm giác, mình và người bình thường, vốn không có khác biệt gì cả. Lâm Thanh Diện vỗ vỗ tay mình, quay đầu nhìn Lưu Ly một cái, hỏi, bây giờ cô tin lời tôi rồi chứ? Chương 1125, đưa tôi tới nhà cô. Lưu Ly sững sờ mà nhìn bàn tay đã trở nên trống trơn của Lâm Thanh Diện, nhất thời có chút xuất thần. Cái túi hương đã ở bên cạnh cô ta nhiều năm, luôn là niềm an ủi trong lòng cô ta đã biến mất như vậy rồi. Nhất thời, trong lòng cô ta vậy mà còn có một tia mất mát nhàn nhạt. Nhưng cái sự giải thoát xuất hiện trên người cô ta lúc nãy đã nói cho cô ta biết, Lâm Thanh Diện vốn không có gạt cô ta quả thực đã bị người ta hạ cổ trùng, cho nên mới mang lại xui rủi cho người khác. Vậy con cổ trùng đó, đã trốn ở trong túi hương của cô ta, nhiều năm như vậy, cô ta luôn bị Lưu Thanh Sơn gạt, người bác cả của cô ta, căn bản không có suy nghĩ nào tốt cho cô ta, tất cả những gì mà cô ta gặp bây giờ, đều là do bác cả cô ta tạo thành cả. Lâm Thanh Diện nhìn Lưu Ly một cái, bây giờ túi hương của cô không còn nữa rồi, có cần tôi giúp cô chứng minh một chút, rằng trên người cô vốn không có đem lại vận rủi gì cho người khác không? Lưu Ly hít sâu một hơi, mở miệng nói, không cần đâu, hồi nãy lúc anh đốt con cổ trùng đó, tôi đã tỉnh ngộ rồi, con cổ trùng này không những đem lại hiệu quả xui xẻo, mà còn mê hoặc lòng người, chính vì sự tồn tại của nó đã khiến tôi không muốn tin bác cả là đang gạt tôi. Nhưng tuy con cổ trùng này không còn nữa, nhưng tôi vẫn có chút không thể chấp nhận, cảm giác bây giờ cũng chỉ là tốt hơn so với lúc nãy một chút mà thôi. Lâm Thanh Diện nghe thấy lời của cô ta, lập tức cười cười, nói tỉnh ngộ là được rồi, loại chuyện này quả thực là rất khó chấp nhận, nhưng sự thật chính là như vậy, nếu như cô còn gạt bản thân mình thì chỉ có cô tổn thương thôi. Lưu Ly nhắm mắt lại, bình tĩnh rất lâu sau mới từ từ mở ra, sau đó cúi người với Lâm Thanh Diện, nói cao nhân, cảm ơn anh. Nếu như không có anh thì tôi chỉ e vẫn sẽ bị bịt mắt rồi. Lâm Thanh Diện xua xua tay, hỏi, lúc đó cô nói cái người được gọi là cao nhân đó sẽ đến đưa cô đi vào sinh nhật 25 tuổi của cô, bây giờ cô còn cách sinh nhật 25 tuổi bao lâu nữa? 3 ngày, Lưu Ly nhìn Lâm Thanh Diện nói một câu, vốn dĩ tôi cho rằng mình chỉ còn thừa lại 3 ngày này để trải nghiệm cuộc sống thôi chứ, 3 ngày sau, vị cao nhân đó sẽ đưa tôi đi, có lẽ là sẽ trực tiếp trừ khử tôi. Có lẽ là sẽ đưa tôi đến nơi không có ai để nhốt lại, trong lòng tôi thực ra đã chấp nhận cái sự thật này rồi, dù sao tôi cũng luôn cảm thấy,
đây chính là số mệnh của tôi. Nhưng tôi không ngờ khi chỉ còn 3 ngày nữa là đến sinh nhật 25 tuổi của tôi, lại gặp phải các người, đây chắc là ý trời rồi. Trên mặt Lâm Thanh Diện lộ ra một nụ cười, trong lòng nghĩ đây đích thực là có chút giống ý trời, dù sao thì trước khi bọn họ tới đây, cũng chưa từng nghe nói bất kỳ chuyện gì liên quan đến Lưu Ly cả. Cao nhân, tôi biết mình không nên cam chịu số phận như vậy, sau khi biết nguyên nhân thật sự khiến mình sở dĩ lại tạo thành xui xẻo cho người khác thì tôi cảm thấy bác cả tôi thật sự quá đáng sợ. Một đứa con gái yếu đuối như tôi, căn bản không đấu được với ông ta, tôi cầu xin cao nhân có thể ra tay tương trợ. Lưu Ly nói xong, liền chắp tay khom người với Lâm Thanh Diện, lộ ra một tư thế cầu xin. Không cần gọi tôi là cao nhân đâu, gọi tôi là Lâm Thanh Diện được rồi, chuyện này của cô đã khơi dậy sự hứng thú rất lớn đối với tôi, cho dù cô không có cầu xin tôi thì tôi nhất định cũng sẽ tìm hiểu. Lâm Thanh Diện cười nói. Lưu Ly lập tức lộ ra khuôn mặt cảm kích. Vội vàng mở miệng nói, Lưu Ly cảm ơn anh Lâm Thanh Diện, chỉ cần anh Lâm Thanh Diện chịu giúp tôi qua được ải này, cho dù anh Lâm Thanh Diện có kêu tôi làm gì, tôi cũng đều sẽ không có bất kỳ do dự gì hết. Xem thêm ngôn tình hay. Nói xong, trên mặt cô ta còn lộ ra một tia xấu hổ e thẹn, lẩm bẩm nói, bởi vì tôi luôn là kẻ lạc loài trong mắt người khác, cho nên tôi vẫn là thân trong trắng. Tú Nương ở bên cạnh nghe thấy lời của cô ta, lập tức cười lên, mở miệng nói. Xem ra dù đã ở xã hội hiện đại rồi, khi con gái gặp phải loại chuyện này cũng vẫn nghĩ đến chuyện lấy thân báo đáp. Chủ nhân, tôi cảm thấy trên người con bé này hình như có chỗ gì đó bất phàm, ngài đừng có mà bỏ lỡ cơ hội này đó. Lâm Thanh Diện lập tức trừng Tú Nương một cái, mở miệng nói, còn đùa kiểu này nữa thì số quần áo đó của cô, tôi không nhận nữa. Tú Nương lập tức lè lè đầu lưỡi với Lâm Thanh Diện, vẻ mặt ngoan ngoãn không nói tiếp nữa. Lâm Thanh Diện nhìn Lưu Ly một cái. Nói tôi không cần cô cho tôi báo đáp gì hết, chỉ cần cô phối hợp với tôi là được. Lưu Ly nghiêm túc gật đầu, hỏi, anh Lâm Thanh Diện, không biết anh cần tôi làm gì? Trên mặt Lâm Thanh Diện lộ ra một nụ cười giễu cợt, nói, giả vờ như không có gì xảy ra, đưa tôi đến nhà cô. Chương 1126, đến nhà họ Lưu. Nhà tổ nhà họ Lưu. Lưu Ly đi về phía cửa lớn, đi được vài bước. Lại quay đầu nhìn Lâm Thanh Diện sau lưng cô ta xa xa, ánh mắt hơi do dự. Bây giờ, Lưu Ly vẫn đeo chiếc túi thơm cũ kia ở bên hông, chỉ là trong đó không còn cổ trùng nữa, cô ta đeo như vậy, chỉ để người khác không nghi ngờ thôi. Trước khi về, Lâm Thanh Diện đã dặn dò cô ta, chỉ cần cô ta làm theo lời của anh sẽ giúp cô ta điều tra tại sao bác cả của cô ta lại lừa cô ta nhiều năm như vậy, còn để cô ta mang theo con cổ trùng có thể đem lại vận rủi ở bên người. Còn hai người Vân Sơn và Tú Nương, Lâm Thanh Diện không thể dẫn theo, nên chỉ có thể để họ tìm một chỗ gần nhà tổ của nhà họ Lưu chờ lệnh, lúc Lâm Thanh Diện cần họ, chỉ một ý nghĩ thôi thì có thể ra lệnh cho họ. Hai người hầu kia cũng nhìn Lâm Thanh Diện ái ngại, họ thật sự không ngờ, cô chủ của mình sau khi nói chuyện với Lâm Thanh Diện ở ngõ nhỏ hôm trước, vậy mà dẫn anh về nhà. Hơn nữa người kia giống như không hề sợ cô chủ vậy, đi còn gần hơn cả họ, đây thật là lần đầu tiên trong nhiều năm đó. Cũng không biết người kia nghĩ sao nữa, đi gần cô chủ như vậy, không lẽ anh ta không sợ gặp vận xui? Ai biết được, nhưng cô coi đi, anh ta đi với cô chủ cả chặng đường rồi, cũng không bị gì, chắc là người có vận may tốt, nếu không e là không dám đi gần cô chủ của chúng ta như vậy. Lát sau, Lưu Ly đi vào cửa lớn của nhà tổ nhà họ Lưu. Có một người đứng canh ở cửa, thấy Lưu Ly về, anh ta lập tức la lên, cô chủ đã về. Sau khi những người trong nhà tổ nhà họ Lưu nghe vậy, liền vội vàng chạy ra phía sau của tổ trạch, giống như gặp phải yêu ma quỷ quái vậy. Chỉ thoáng có một cái thôi mà tất cả đều núp đi, căn nhà vốn náo nhiệt bỗng trở nên vắng lặng. Người vừa rồi la lên là người được nhà họ Lưu chuyên phái tới canh xem lúc nào Lưu Ly về, Lưu Ly vừa về tới, anh ta nhất định phải báo cho những người ở nhà tổ nhà họ Lưu. Lưu Ly đã quen với chuyện này không nói gì, dù sao chỗ nào có cô ta. Người nhà họ Lưu đều sẽ chạy sạch. Vài người lớn gan một chút thì sẽ núp trong phòng nhìn lén cô ta, bây giờ cũng có mấy người ngó qua cửa sổ nhìn chằm chằm Lưu Ly. Sau khi mọi người nhìn thấy Lâm Thanh Diện đi theo sau Lưu Ly, trên mặt họ đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Người đàn ông kia là ai à, sao anh ta lại đi theo sau Lưu Ly, anh ta đi gần Lưu Ly như vậy, không lẽ không sợ chết không còn mạng sao? Trời ơi, lần đầu tiên tôi gặp người to gan vậy, đi gần Lưu Ly đến thế. Nói không chừng sẽ có đá từ trên trời rơi xuống bất ngờ đập chết anh ta. Đó là bạn của Lưu Ly sao?
Có khi nào Lưu Ly không nói cho người kia nghe cô ta là kẻ đem lại vận xui không, cho nên người kia mới dám cách cô ta gần như vậy. Cô nhỏ tiếng đi, lỡ Lưu Ly nghe thấy, chạy tới đụng cô một cái, có khi cô xui tới mấy năm chưa hết. Dựa vào thần niệm, Lâm Thanh Diện nghe thấy hết mấy lời mà người ở nhà tổ nhà họ Lưu nói, trong lòng càng đồng tình với Lưu Ly hơn. Tuy năm đó anh cũng là bị người khác xem thường, bị mọi người nói là kẻ vô dụng, nhưng chuyện của Lưu Ly còn nghiêm trọng hơn anh, ít nhất mọi người thấy anh cũng không sợ tới mức bỏ chạy hết. Tuy Lưu Ly không nghe những người đó đang nói gì, nhưng trong lòng cô ta cũng biết họ đang bàn tán về cô ta bất giác cúi đầu, trong lòng cũng không yên, không biết mình đưa Lâm Thanh Diện về cuối cùng là tốt hay xấu. Lát sau, Lưu Ly đưa Lâm Thanh Diện tới một tòa viện nhỏ, trong viện chỉ có một phòng. Mấy ngày nay anh ở đây đi, tôi sẽ sai người đem đồ dùng hàng ngày tới, tôi ở kế bên, vì mọi người rất sợ tôi, nên ở đây rất yên tĩnh, anh không cần lo có người tới làm phiền anh. Lưu Ly nói với Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện gật đầu, anh thật sự thích yên tĩnh, chỗ này xem như rất thích hợp với anh. Tôi đi về trước, nếu tôi ở cùng anh lâu quá, sẽ bị nghi ngờ. Lưu Ly nói. Lâm Thanh Diện gật đầu. Chờ Lưu Ly đi khỏi, Lâm Thanh Diện liền đi vào phòng, anh trực tiếp ngồi xếp bằng trên giường, sau đó tập trung tinh thần, phóng thích thần niệm, tính nhìn xem nhà tổ nhà họ Lưu có chỗ nào đặc biệt không. Theo sự tăng lên của thực lực, phạm vi thần niệm của anh đã rất lớn, muốn bao phủ hết nhà tổ nhà họ Lưu vẫn rất dễ dàng. Sau khi bao phủ hết nhà tổ nhà họ Lưu, Lâm Thanh Diện thật sự đã phát hiện một số điểm đặc biệt của tòa nhà, nhất là viện của Lưu Ly và viện kế bên kia của Lưu Ly. Trong thần niệm của Lâm Thanh Diện, trên hai tòa viện này vậy mà đều chiếu ra hào quang ẩn ẩn, nhìn có vẻ rất thần kỳ. Trong phòng con trai Lưu Văn Hùng của gia chủ Lưu Thanh Sơn của nhà họ Lưu. Lúc này, Lưu Văn Hùng đang ngồi trên sofa chơi điện thoại, bỗng có người chạy vào phòng anh ta, nói cậu chủ, cô chủ Lưu Ly đã về, cô ta còn dẫn một người đàn ông về cùng, có người nhìn thấy cô Lưu Ly sắp xếp cho anh ta ở trong viện kế bên chỗ ở của cô ấy. Sau khi Lưu Văn Hùng nghe vậy, lập tức ngồi bật dậy, kinh ngạc hỏi cậu nói gì? Con bé xui xẻo Lưu Ly kia dắt một người đàn ông về. Vậy mà có người dám về cùng với Lưu Ly, không muốn sống nữa sao? Cậu chủ, chính mắt tôi thấy, người kia còn đi rất gần với cô Lưu Ly, giống như là không hề sợ cô Lưu Ly vậy. Người kia trả lời. Lưu Văn Hùng lập tức hừ một tiếng, nói có lẽ người đó cũng là kẻ xui xẻo giống như Lưu Ly, lấy độc trị độc, sẽ không sợ. Thật không ngờ. Người như Lưu Ly vậy mà cũng tìm được bạn bè, đúng là ông trời mọc từ hướng Tây mà. Bởi vì sự xui xẻo của Lưu Ly, từ nhỏ Lưu Văn Hùng đã rất ghét Lưu Ly, luôn cảm thấy Lưu Ly là kẻ đem đến xui xẻo, chỉ biết làm hại người khác gặp vận xấu. Anh đã muốn đuổi Lưu Ly ra khỏi nhà mình từ lâu, nhưng vì Lưu Thanh Sơn đã ra lệnh, cho nên anh ta không có cách đuổi Lưu Ly đi, chỉ có thể thỉnh thoảng làm khó dễ Lưu Ly chút. Tất nhiên, anh ta cũng không dám tới gần Lưu Ly. Làm khó dễ cũng chỉ là vài trò chọc phá, đứng xa xa nhìn thôi. Bây giờ nghe Lưu Ly dắt bạn về, Lưu Văn Hùng sao có thể ưa bạn của Lưu Ly chứ? Hơn nữa, anh ta nghĩ trong lòng, Lưu Ly đem lại vận xui cho người khác, bạn của cô ta không biết chừng cũng vậy. Tuy anh ta không có cách xử lý Lưu Ly, nhưng chọc phá cô ta và bạn của cô ta thì không sao cả. Nghĩ vậy, Lưu Văn Hùng cười xấu xa, vẫy vẫy tay với người bên cạnh, nói, lát đi mua ít đồ về cho tôi. Tối nay, xem như cũng có trò chơi rồi. Chương 1127, giả quỷ. 8 giờ tối, Lâm Thanh Diện đang ngồi tu luyện giữa phòng. Lúc này sân nhỏ bên ngoài đột nhiên vang lên mấy tiếng ma sát, anh trực tiếp phóng ra thần niệm dò xét, lập tức nở nụ cười tươi tắn, sau đó đứng lên, đi đến bên cửa sổ, lắc mình một cái, biến mất tại chỗ. Sân nhỏ bên ngoài lúc này, Lưu Văn Hùng đang dẫn theo mấy người làm nhà họ Lưu, đứng ở góc tường, lén lén lút lút, đang thương lượng gì đó. Trong tay mấy người làm cầm mặt nạ giả quỷ và tóc dài, có người trên người còn mặc quần áo màu đỏ, nhìn có vẻ là định giả quỷ dọa người. Mấy người nghe kỹ đây, lát nữa tôi sẽ cắt điện trong sân này, đến lúc đó trong phòng sẽ đen kịt, mấy người lập tức đi lên dọa anh ta, có nghe hay không? Lưu Văn Hùng mở miệng nói với mấy thủ hạ của mình. Trên mặt mấy tên người làm này cũng lộ ra nụ cười xấu xa, người dẫn đầu kia mở miệng nói, yên tâm đi cậu chủ, loại chuyện giả quỷ này, chúng tôi đã làm bao nhiêu lần rồi, cam đoan cho dù là không khí hay trình độ dọa người, đều sắp xếp ổn thỏa, tên nhóc bên trong nếu không bị chúng tôi dọa chạy ra khỏi nhà họ Lưu, cậu cứ trừ tiền lương mấy người chúng tôi. Lưu Văn Hùng gật nhẹ đầu,
nói, bây giờ tôi đi cắt điện trong phòng anh ta, mấy người đi vào đi. Nói xong, Lưu Văn Hùng trực tiếp kéo xuống chốt điện trên tường, căn phòng Lâm Thanh Diện đang ở lập tức đen kịt, mấy người làm cũng đi vào trong căn phòng của Lâm Thanh Diện. Gương mặt Lưu Văn Hùng cũng ngập tràn hưng phấn mà chạy đến cửa sân, thò một cái đầu ra, muốn nhìn xem dáng vẻ bị dọa đến chạy của Lâm Thanh Diện. Thế nhưng khi anh ta thò đầu mình ra, nhìn về phía trong sân, lại phát hiện mấy người làm vừa rồi đi vào không thấy một ai nữa rồi. Mặc dù chỗ ở của Lâm Thanh Diện đen kịt, nhưng nhìn kỹ, vẫn có thể nhìn thấy tình hình bên trong rõ ràng. Trên mặt anh ta lập tức lộ ra sự nghi hoặc, trong lòng lại nghĩ mấy người bọn họ cho dù tốc độ có nhanh hơn nữa cũng không trực tiếp vào phòng Lâm Thanh Diện mới đúng. Chẳng lẽ mấy người bọn họ thật sự có kinh nghiệm dọa người, thậm chí đến người chủ đằng sau là anh ta cũng cảm thấy có chút u ám. Anh ta đứng ở cửa, muốn nhìn xem lúc này trong phòng Lâm Thanh Diện sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng mà qua một lúc lâu, bên trong một chút động tĩnh cũng không có. Hơn nữa lúc này anh ta đột nhiên cảm thấy bên người có một luồng gió lạnh thổi qua, da gà trên người anh ta đều nổi lên. Anh ta quay đầu nhìn bốn phía, phát hiện không có gì cả, hơn nữa càng quỷ dị hơn, tất cả mọi thứ đều im lặng một cách thần kỳ, lần này xem như là làm anh ta có chút sợ. Mẹ nó, mấy tên kia cũng không biết chạy đi đâu rồi, làm đến mức giống như là gần bên cạnh mình cũng có chuyện ma quái vậy. Lưu Văn Hùng lẩm bẩm một cái. Đúng lúc này, đột nhiên có người đập lên bả vai anh ta, Lưu Văn Hùng tưởng mấy người làm, xoay người nhìn lại về đằng sau mình, còn mắng, mấy người con mẹ nó chạy đi đâu vậy, không phải bảo mấy người đi hù dọa tên nhóc trong phòng kia sao? Thế nhưng lúc anh ta xoay người, cũng không nhìn thấy sau mình có ai. Vẻ mặt anh ta sững sờ, lập tức mắng, mẹ nó, ai dọa ông đây đấy, nhanh chóng cút ra đây cho ông. Cũng không có đáp lại. Lúc này anh ta lại cảm thấy có người đang vỗ lưng mình. Anh ta nhanh chóng xoay người, vẫn như cũ không thấy có ai sau lưng mình. Hơn nữa không biết vì sao, anh ta đột nhiên cảm giác tất cả ánh sáng xung quanh mình đều tối xuống, tất cả âm thanh đều biến mất vô tung vô ảnh, yên tĩnh đến đáng sợ. Chống ngực Lưu Văn Hùng lập tức nhanh hơn rất nhiều, anh ta cảm thấy mình có thể là thật sự đụng vào cái gì đó không sạch sẽ. Anh ta nghe thấy tiếng động xung quanh mình, lúc này sau lưng anh ta lại truyền đến một tiếng động rất nhỏ, anh ta nhanh tay lẹ mắt. Đưa tay bắt lại trên vai mình, đúng là bắt được một cái tay. Ngoá nó, để cho ông đấy bắt được rồi, nếu như ông đây biết mày là ai, tuyệt đối không tha cho mày. Nói xong, Lưu Văn Hùng xoay người nhìn về phía sau lưng mình. Phía sau anh ta quả thật có một cái tay, nhưng mà quỷ dị là anh ta chỉ có thể nhìn thấy bàn tay đưa ta, nhìn theo cánh tay chỉ là một màu đen vô tận, căn bản không nhìn thấy cái gì cả. Trong lòng Lưu Văn Hùng nghĩ mình cũng đã bắt được tay người này. Hắn ta nhất định không trốn thoát được, cho nên bước về trước hai bước muốn nhìn xem chủ nhân của cái tay này đến cùng là ai. Ngay lúc anh ta nhích về phái đen tối một bước, một gương mặt nát bét, một bên con mắt biến thành cái lỗ máu, mở miệng lộ ra hàm răng sắc nhọn, trong cổ họng còn phát ra tiếng kêu thê lương thảm thiết xuất hiện trước mặt Lưu Văn Hùng. Bởi vì vừa rồi Lưu Văn Hùng tập trung cao độ, hơn nữa nghĩ là người kia cũng cách anh ta một khoảng nhất định, cho nên ánh mắt vẫn luôn phóng ra xa. Bây giờ trước mặt đột nhiên xuất hiện một mặt quỷ như vậy, quả thực làm anh ta càng hoảng sợ, cả người anh ta lập tức nhảy về sau, còn hét lên một tiếng. Bóng dáng của nữ quỷ áo đỏ này xuất hiện trong đêm tối, vẫn là gương mặt quỷ lúc nãy, Lưu Văn Hùng nhìn thấy con nữ quỷ đó đang cười với anh ta. Anh ta sợ đến mức xoay người bỏ chạy, trong miệng còn kêu lên, ma. Không đến 2 phút, Lưu Văn Hùng đã biến mất khỏi đây. Nữ quỷ đó đi về trước 2 bước. Sau đó lấy mặt nạ và đầu tóc xuống, lộ ra, là khuôn mặt của Lâm Thanh Diện. Lúc này sau lưng Lâm Thanh Diện đang có mấy người té xuống đất ngất đi, chính là mấy người Lưu Văn Hùng sai đi hù dọa anh. Lâm Thanh Diện nhìn thấy trên mặt đất có thêm một bãi nước tiểu, trên mặt cũng tươi cười, không ngờ người kia lại sợ đến mức tè ra quần. Lúc anh vừa hù dọa Lưu Văn Hùng, dùng một chút ảo thuật, làm cho chính bản thân mình nhìn càng giống nữ quỷ hơn một chút. Cho nên mới có thể làm Lưu Văn Hùng bị dọa chạy đến mức này. Sau khi ném đồ trong tay lên người mấy người đang hôn mê kia, Lâm Thanh Diện cũng không về phòng mình mà xoay người đi đến sân nhỏ bên cạnh. Ngày hôm nay lúc anh dùng thần niệm quan sát lão nhà họ Lưu, phát hiện chỗ ở Lưu Ly khác thường, cho nên muốn xem rốt cuộc trong này có cái gì. Cũng đúng lúc đang quan sát nhà họ Lưu, Lâm Thanh Diện nghe thấy kế hoạch Lưu Văn Hùng nói muốn hù dọa mình, cho nên anh mới dọa ngược lại Lưu Văn Hùng một lần. Đi đến cửa phòng Lưu Ly, nghĩ bây giờ thời gian còn sớm, Lưu Ly hẳn là chưa ngủ, cho nên anh ta cũng không gõ cửa,
trực tiếp đẩy cửa đi vào trong. Vừa mới bước vào trong phòng, Lâm Thanh Diện lập tức ngửi thấy một hương thơm kỳ lạ, sau đó anh ta cảm thấy nhiệt độ trong phòng hình như có chút cao, giống như là có người đang tắm vậy. Anh nhìn vào trong phòng, phát hiện lúc này Lưu Ly đang không mảnh vải che thân nằm giữa bồn tắm lớn, ngâm nước nóng, cả người lập tức ngây ngẩn. Chương 1128, quấy giày. Lưu Ly cũng kinh ngạc nhìn Lâm Thanh Diện, giống như là hoàn toàn không ngờ đến lúc mình tắm rửa có người bước vào, cứ như vậy nhìn Lâm Thanh Diện mấy giây đồng hồ. Qua một lúc lâu, Lưu Ly mới nhớ đến bây giờ mình không mặc quần áo nằm trong bồn tắm, nơi Lâm Thanh Diện đứng chính là góc độ có thể nhìn thấy cả người của cô, cho nên ngay lập tức đưa tay ôm lấy cơ thể mình, bắt đầu hét tiếng. Lâm Thanh Diện bị tiếng hét chói tai của Lưu Ly kéo trở lại, sau đó vội vàng xoay người, mở miệng nói, ngại quá, tôi không biết cô đang tắm, tôi thật sự không phải cố ý. Lưu Ly thừa dịp Lâm Thanh Diện xoay người, vội vàng từ trong bồn tắm mò được một cái khăn tắm quấn lên người mình. Vừa rồi tôi thấy cửa không khóa, nghĩ cô chưa ngủ, nên trực tiếp đẩy cửa vào. Lâm Thanh Diện lại giải thích một câu. Lưu Ly vội vàng hấp tấp nói, bởi vì tôi ở đây bình thường căn bản không có ai, cho dù tôi mời người khác đến, người khác cũng sẽ không đến, cho nên lúc tắm rửa bình thường cũng sẽ không khóa cửa. Gương mặt Lâm Thanh Diện vẫn vô cùng xấu hổ như cũ, lúc ấy anh qua thật nghĩ tắm rửa nhất định sẽ khóa cửa, trực tiếp quên mấy tình hình của Lưu Ly. Thật là ngại quá. Tôi quả thật hẳn là nên gõ cửa trước, là tôi không có lễ phép, tôi đây đi ra trước. Nói xong Lâm Thanh Dương lại muốn đi ra khỏi phòng Lưu Ly. Lưu Ly vội vàng mở miệng, không cần, anh Lâm Thanh Diện, tôi đã quấn khăn rồi, anh đã có thể xoay người lại. Lúc này Lâm Thanh Diện mới xoay người, nhìn về Lưu Ly. Bởi vì Lưu Ly là vừa bước từ trong bồn tắm ra đã quấn khăn, căn bản không lau khô cơ thể, cho nên bây giờ tóc cô ấy ướt nhẹp. Trên người cũng đọng nước, nhìn lại có một loại phong vị khác. Lâm Thanh Diện chỉ là nhìn qua Lưu Ly một cái, lập tức rời mắt đi, mở miệng nói, kỳ thật tôi đến đây cũng chỉ là muốn hỏi một chút cô ở đây có cái gì khác thường không, nếu như không có tôi cũng không quấy rầy thêm nữa. Lưu Ly vội vàng nói, không sao. Anh Lâm Thanh Diện, nếu không anh ra bên ngoài trước chờ tôi một chút, tôi vào trong thay quần áo, đợi tôi thay quần áo xong lại nói với anh. Lâm Thanh Diện gật nhẹ đầu. Lưu Ly vội vàng đi vào trong phòng trong. Qua không bao lâu, đã lau khô người mình, thay một bộ quần áo mới Lưu Ly mới đi từ trong phòng ra. Có thể là vì hôm nay Lâm Thanh Diện hóa giải con cổ trùng cho Lưu Ly, bây giờ nhìn Lưu Ly tự tin hơn trước kia nhiều, vẻ lo lắng như có như không cũng biến mất không thấy. Điều này làm cho Lưu Ly vốn đã xinh đẹp lại thêm mấy phần rạng rỡ. Lưu Ly đi đến trước mặt Lâm Thanh Diện, nói, anh Lâm Thanh Diện, đến bên này ngồi đi. Lâm Thanh Diện gật nhẹ đầu, đi theo Lưu Ly ngồi xuống sofa bên kia. Bởi vì là lần đầu tiếp khách, Lưu Ly có vẻ có chút luống cuống tay chân, học theo như trong TV, rót cho Lâm Thanh Diện một ly nước. Lâm Thanh Diện nhìn Lưu Ly, mở miệng hỏi, cô ở trong phòng này, có cảm thấy có gì khác thường hay không? Lưu Ly nghiêm túc suy tư một lúc, mở miệng nói, nếu quả thật muốn nói đến cái gì khác thường, cũng không phải là không có, mỗi lần đi ngủ, đều có thể nhìn thấy ánh sao trên trời rơi xuống. Trước kia tôi vẫn cho đây là hiện tượng bình thường, cho đến một lần tôi hỏi người khác, mới biết chỉ tôi mới có thể nhìn thấy. Ánh sao, Lâm Thanh Diện ngẩng đầu nhìn bầu trời, cho dù anh mở thần niệm ra, cũng không thể nhìn thấy ánh sao theo như lời Lưu Ly. Lưu Ly gật nhẹ đầu, nói, như bây giờ đây, tôi có thể nhìn thấy từng chút ánh sao rơi xuống. Đúng rồi, ba mẹ tôi cũng có thể nhìn thấy những ánh sao này, bọn họ nói đây là vì người một nhà chúng tôi bị nguyền rủa. Cho nên mới phải nhìn thấy những ánh sao này, tôi từ nhỏ đã bị xem là quái thai, cho nên đã sớm thấy mà không trách rồi. Nhưng mà hôm nay lúc anh Lâm Thanh Diện làm tôi biết được tôi căn bản sẽ không mang đến vận rủi cho người khác, kỳ thật tôi cũng là một người bình thường, nhưng ánh sao này cũng có chút kỳ lạ, tôi cũng không biết mình vì sao lại có thể nhìn thấy những ánh sao này. Lâm Thanh Diện nghe Lưu Ly nói xong, gương mặt cũng nghi hoặc, sau đó mở miệng hỏi, nếu như tôi đoán không sai, ở cách vách, là ba mẹ cô. Lưu Ly gật nhẹ đầu, nói, ba mẹ quả thật ở bên kia, bởi vì mọi người ở nhà họ Lưu sợ một nhà chúng tôi, cho nên mấy cái sân ở nhà họ Lưu bên này, đều là nhà húng ta. Lâm Thanh Diện như có điều suy nghĩ gật nhẹ đầu, hôm nay lúc anh dùng thần niệm quan sát, quả thật là căn này của Lưu Ly và cái kia có chút đặc biệt. Hơn nữa dựa theo suy đoán của Lâm Thanh Diện, sở dĩ một nhà ba người bọn họ có thể nhìn thấy những ánh sao đó, hẳn là kết quả sau khi sinh hoạt ở đây thời gian dài.
bởi vì anh cũng không phát hiện cái gì khác thường trên người Lưu Ly, có khác thường, là nơi này. Chẳng lẽ ở đây thật sự có gì đó liên quan đến bí cảnh? Trước Lâm Thanh Diện cũng không chắc chắn, nhưng bây giờ cảm thấy loại khả năng này vô cùng lớn. Nhưng mà muốn xác định cuối cùng là xảy ra chuyện gì, còn cần Lâm Thanh Diện tiếp tục điều tra. Mà Lưu Thanh Sơn cùng với người gọi là cao nhân kia sở dĩ để mắt đến Lưu Ly, không chừng cũng là vì đặc thù ở đây. Có lẽ cao nhân kia biết rõ đây là có chuyện gì xảy ra. Lâm Thanh Diện có thể đợi đến lúc cao nhân kia mang Lưu Ly đi, nghĩ cách lên tiếng hỏi rõ. Anh Lâm Thanh Diện, những ánh sao này, đến cùng là xảy ra chuyện gì, anh biết chúng nó từ đâu đến sao? Lưu Ly mở miệng hỏi. Lâm Thanh Diện cười cười, nói tạm thời vẫn không rõ ràng lắm, bây giờ cũng phải đợi cao nhân kia đến tìm cô, hỏi hỏi ông ta, xem ông ta có biết đến cùng là xảy ra chuyện gì không. Sau khi Lưu Ly nghe thế gật nhẹ đầu, ngay cả Lâm Thanh Diện cũng không rõ lắm, cô đương nhiên càng không có khả năng tra ra được lai lịch của ánh sao này rồi. Đúng rồi, người này, là người của nhà họ Lưu cô sao? Lâm Thanh Diện nói xong, vung tay lên. Khuôn mặt Lưu Văn Hùng hiện ra giữa không trung, đúng là dáng vẻ hoảng sợ. Lưu Ly lập tức gật đầu, nói anh ta là con của bác tôi, tên là Lưu Văn Hùng, từ nhỏ anh ta đã vô cùng ghét tôi, thường xuyên đùa ác với tôi, anh ta ước gì tôi nhanh chóng rời khỏi nhà họ Lưu, cho nên anh ta có thể bởi vì tôi mà đến quấy rầy anh Lâm Thanh Diện, chẳng lẽ hôm nay anh ta đã đến tìm anh Lâm Thanh Diện sao? Lâm Thanh Diện cười cười, nói anh ta quả thật mang mấy người đến dọa tôi, nhưng mà lại bị tôi dọa chạy mất. Cũng không có chuyện gì, cô không cần phải để trong lòng. Lưu Ly gật nhẹ đầu, thầm nghĩ cao nhân như Lâm Thanh Diện vậy, quả thật không phải là người Lưu Văn Hùng có thể tùy tiện trêu chọc, cũng yên lòng. Nếu không có gì khác thường nữa, vậy thì tôi không quấy rầy nữa, bây giờ chỉ có thể đợi cao nhân kia đến, xem có thể biết được gì đó trên người ông ta không. Lâm Thanh Diện mở miệng. Lưu Ly do dự một chút, sau đó giống như là có quyết định, mở miệng nói, anh Lâm Thanh Diện. Tôi có một yêu cầu quá đáng, không biết anh Lâm Thanh Diện có thể giúp tôi hay không? Chương 1129, bệnh lạ. Lâm Thanh Diện nhìn Lưu Ly, mở miệng hỏi, giúp cái gì? Lưu Ly thở dài, trên mặt lộ vẻ yêu thương, mở miệng nói, mẹ của tôi bị một loại bệnh lạ, vẫn luôn không thể chữa khỏi. Khoảng thời gian này bác tôi nói đã tìm một vị thần y, nhất định có thể giúp mẹ tôi chữa khỏi. Nhưng mà sau khi tôi biết ông ta vẫn luôn lừa tôi đã không còn tin tưởng ông ta nữa. Cho nên tôi hy vọng anh Lâm Thanh Diện có thể giúp tôi đến xem qua mẹ, cho dù không có cách trị bệnh cho bà ấy, cũng đừng để lọt vào trong tay của bác tôi là được. Bệnh lạ thế nào? Lâm Thanh Diện mở miệng hỏi. Trên mặt Lưu Ly lộ ra vẻ tự trách, mở miệng nói, khi còn bé mẹ vô cùng thương tôi, trong 5 năm đầu, bà ấy gần như luôn ở bên cạnh tôi. Sau 5 năm, bác cho tôi một cái túi hương, vận rủi trên người tôi không thể dứt chỉ có thể áp chế. Tôi cũng từ sau khi mang đến nhiều vận rủi cho người khác nên rời xa ba mẹ mình. Nhưng mà mẹ tôi căn bản không bỏ tôi xuống được, thường xuyên lén lút đến đây thăm tôi, có đôi lúc thậm chí trực tiếp ôm tôi. Lúc còn nhỏ tôi cũng không biết làm thế là có hại, cho nên có khi còn xin mẹ tôi ôm tôi, bà không đành lòng nhìn tôi đáng thương như vậy, mỗi lần đều nhịn không được. Thời gian lâu dài, cơ thể của bà ấy bắt đầu xuất hiện tình hình, trên người của bà ấy bắt đầu xuất hiện dấu đen. Cả người cũng bắt đầu suy yếu vô lực, không có tinh thần. Tình huống như thế vô cùng rõ ràng, sau khi ba tôi phát hiện, lập tức cấm mẹ tôi tiếp tục gặp mặt tôi, cho đến bây giờ, tôi cũng chỉ có thể nghe thấy tin tức của mẹ mình từ miệng người khác, tôi cũng đã gần 20 năm chưa gặp bà ấy. Tất cả mọi người đều nói là tôi hại mẹ mình, là vận rủi trên người tôi, làm mẹ tôi mắc bệnh lạ, mẹ của tôi cũng là may lắm mới có thể bảo vệ một cái mạng, nếu không theo mấy lần bà ấy tiếp xúc với tôi đấy. Cũng đã sớm bị vận rủi quấn thân, chết oan chết uổng rồi. Mấy năm nay tôi vẫn sống trong sự tự trách, vẫn luôn vô cùng hy vọng bệnh trên người mẹ có thể chuyển biến tốt đẹp. Nhưng mà nghe hai người làm kia nói, bệnh của mẹ đã chuyển biến xấu rồi, chỉ sợ không chống được bao lâu, bác nói tìm một vị thần y đến chữa bệnh cho mẹ, có lẽ cũng chỉ là an ủi tôi. Bây giờ mặc dù tôi đã biết chân tướng, nhưng vẫn không thể gặp mẹ được. Cho nên tôi muốn nhờ anh Lâm Thanh Diện có thể giúp tôi đi xem mẹ mình một chút. Lâm Thanh Diện nghe Lưu Ly nói xong, gật nhẹ đầu, nói, được, tôi sẽ đi xem tình hình của mẹ cô. Mặc dù anh đối với y thuật không biết gì, giữa những truyền thừa của Thanh Phong lưu lại, cũng không có trí nhớ gì về y thuật, nhưng dựa theo lời Lưu Ly nói, bệnh của mẹ cô ấy, hẳn là con cổ trùng kia đưa đến, cái này nhìn bên ngoài là bệnh,
nhưng kỳ thật vẫn là thuộc về những vu cổ phong thủy huyền học kia. Chỉ cần là như vậy, Lâm Thanh Diện sẽ có biện pháp giải quyết. Lưu Ly ở đây cảm ơn anh Lâm Thanh Diện, đại ân đại đức của anh Lâm Thanh Diện, Lưu Ly nhất định sẽ ghi tạc trong lòng, cho dù anh Lâm Thanh Diện muốn tôi làm gì, tôi cũng không chút do dự. Gương mặt Lưu Ly nghiêm túc, sau khi do dự một lúc, cô ta ôm lấy Lâm Thanh Diện. Anh Lâm Thanh Diện, nếu không anh muốn em đi, xem như là em cảm ơn anh hôm nay giúp em hóa giải con cổ trùng kia, sau này em tình nguyện đi bên cạnh anh Lâm Thanh Diện làm nô tì, bất kỳ chuyện gì cũng nghe theo anh Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện vội vàng né tránh, nói, không cần phải như vậy, tôi đã có vợ rồi, loại chuyện này, sau này vẫn là đừng nên nói nữa. Nói xong, Lâm Thanh Diện vội vàng đi ra bên ngoài ra khỏi phòng. Lưu Ly kinh ngạc nhìn cửa ra vào, gương mặt đầy sự xấu hổ, khuôn mặt lập tức đỏ lên. Ai nha, có phải là mình có vẻ sốt ruột quá không, anh Lâm Thanh Diện không phải sẽ cho rằng mình là loại phụ nữ dễ dãi chứ? Chấm. Ngày hôm sau. Sân chính nhà họ Lưu, rất nhiều người đã tụ tập lại. Gia chủ nhà họ Lưu, Lưu Thanh Sơn cùng với ba của Lưu Ly, Lưu Viễn Kiều lúc này đã đứng ở cửa sân. Gương mặt Lưu Viễn Kiều kích động, bởi vì hôm nay vị thần y Lưu Thanh Sơn tìm đến giúp vợ ông sẽ đến, ông ta đã chờ ngày này lâu rồi, mắt nhìn vợ của mình cũng sắp không xong rồi, ông sao có thể không nóng nảy được. Lúc này Lưu Văn Hùng sắc mặt tiều tụy đứng bên cạnh Lưu Thanh Sơn, xem dáng vẻ vẫn chưa hồi phục tinh thần từ kinh hãi hôm qua. Nhớ đến hôm qua mình bị dọa cho tè ra quần, anh ta lại cảm thấy sợ hãi. Buổi sáng hôm nay anh ta đã tìm được mấy người làm, hỏi bọn họ rốt cuộc đêm qua chạy đi đâu, mấy người làm đều nói sau khi vào căn nhà của Lâm Thanh Diện kia, không biết thế nào, lại không có ý thức, tỉnh lại lần nữa phát hiện bọn họ đều nằm cạnh tường. Sau khi Lưu Văn Hùng nghe thế, lập tức đoán được, hẳn là chuyện mình muốn dọa Lâm Thanh Diện bị Lâm Thanh Diện phát hiện, người này đã sớm mai phục, còn dọa ngược lại mình một lần. Nghĩ như vậy, Lưu Văn Hùng hận Lâm Thanh Diện nghiến răng nghiến lợi, nếu như chuyện mình bị dọa tè ra quần này bị truyền đi, sau này anh ta không còn mặt mũi nhìn ai. Cho nên có cơ hội anh ta nhất định phải tìm Lâm Thanh Diện báo thù. Ngay lúc anh ta nghĩ phải tìm Lâm Thanh Diện báo thù thế nào, Lâm Thanh Diện cũng đi vào sân. Anh từ chỗ Lưu Ly biết được hôm nay vị thần y kia sẽ đến, cho nên mới đến xem vị thần y này đến cùng có lai lịch thế nào. Thuận tiện cũng giúp mẹ Lưu Ly xem một chút bệnh này là có chuyện gì. Lưu Văn Hùng sau khi nhìn thấy Lâm Thanh Diện đến, trong ánh mắt lập tức lộ ra sự âm tàn, nhắm thẳng vào anh. Ở đây là nơi anh có tư cách đến. Anh là bạn của cái đứa sao chổi Lưu Ly kia, nhất định không phải thứ gì tốt. Tôi khuyên anh vẫn nhanh chóng cút khỏi nhà họ Lưu, nếu không tôi sẽ cho anh biết cái gì là hối hận. Lưu Văn Hùng trực tiếp mở miệng. Lâm Thanh Diện cười cười, nói, nhà họ Lưu đãi khách thế này sao? Bạn của Lưu Ly thì sao? Nhà họ Lưu mấy người đã ghét bỏ Lưu Ly, vì sao không trực tiếp đuổi cô ta ra ngoài? Tất cả mọi người đều nhìn lại Lâm Thanh Diện. Hôm qua Lưu Thanh Sơn đã nghe đến chuyện của Lâm Thanh Diện, suy tính còn 2 ngày nữa đến sinh nhật Lưu Ly, ông ta không ý để nữa. Nếu như lúc này xảy ra sự cố gì, thì xem như là kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ rồi. Ông ta liếc nhìn Lưu Văn Hùng, lạnh lùng nói, Văn Hùng, không được vô lễ với bạn của Tiểu Ly. Lưu Văn Hùng nghe thấy ba nói, lúc này mới không tiếp tục ồn ào với Lâm Thanh Diện. Anh chờ đó cho tôi, chỉ cần anh còn dám ở lại nhà họ Lưu, tôi nhất định sẽ không bỏ qua cho anh. Lưu Văn Hùng lạnh lùng nói một câu. Lâm Thanh Diện cười cười, nói anh vẫn là nên nhanh chóng đi gặp bác sĩ đi, chỉ tật xấu động một chút lại tè ra quần của mình đi, đừng có ở chỗ này đùa giỡn với tôi nữa. Khuôn mặt Lưu Văn Hùng lập tức tái nhợt, càng quyết tâm phải đối phó Lâm Thanh Diện hơn. Lúc này người ở sân chính nhà họ Lưu cũng bắt đầu náo động. Có người đứng ở cửa hô lớn một tiếng, thần y phương đến. Chương 1130, thần y. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía cửa ra vào, chỉ thấy một ông già tóc hoa râm, mặc bộ y phục xưa cũ đi vào sân chính, sau lưng còn có một học trò đeo một hòm thuốc. Người này tên là Phương Chi Lễ, là thần y nổi danh tỉnh Vân Bắc, bởi vì bình thường thích du ngoạn bốn phương, hành tung bất định. Lại thêm y thuật cao siêu, để lại rất nhiều sự tích, làm cho người ở tỉnh Vân Bắc đều xem ông ta như là thần y sống. Rất nhiều người bệnh lạ nan y, mọi người đều tìm đến Phương Chi Lễ, mời ông ra tay cứu giúp, mà đại đa số người được Phương Chi Lễ cứu chữa kịp thời, cũng sẽ khỏi hẳn. Chính là vì như thế, thanh danh Phương Chi Lễ mới có thể càng lúc càng lớn. Chỉ có điều bởi vì ông hành tung bất định, không biết được sẽ đi đến đâu,
cho nên rất khó tìm, chứ đừng nói là mời đến chữa bệnh cho người ta. Rất nhiều người đều xem việc có thể mời thần y phương đến chữa bệnh là một vinh hạnh. Lần này Lưu Thanh Sơn tốn công rất lớn, mới có thể mời Phương Chi Lễ đến Bạch Sơn. Nếu không với sự nổi tiếng của Phương Chi Lễ, căn bản không thể đến thành phố nhỏ như Bạch Sơn này. Mọi người sau khi nhìn thấy Phương Chi Lễ đến, lập tức lộ ra vẻ mặt sùng bái. Người kia chính là thần y Phương sao, quả thật là giống như trong truyền thuyết, tiên phong đạo cốt, đây mới thật sự là thần y chứ. Thần y chính là thần y, ngay cả đi đường cũng không giống với chúng ta, không biết tôi thế này có thể nhờ thần y xem trên người tôi có bệnh gì không tiện nói ra hay không. Đứa bé đi sau thần y kia nhìn cũng không đơn giản, nếu như con tôi có thể theo thần y trở thành học đồng thì tốt rồi. Chấm chấm. Lâm Thanh Diện nghe thấy tiếng mọi người nghị luận, cũng nhìn về phía thần y, không cảm thấy có gì đặc biệt. Nhiều nhất cũng chỉ là một ông già tóc trắng mà thôi. Xem ra sau khi một người có thanh danh, cho dù không có gì đặc biệt, ánh mắt xung quanh nhìn ông ta cũng sẽ trở nên đặc biệt. Sau khi Lưu Viễn Kiều nhìn thấy thần y, chạy thẳng lên trước nghênh đón, gương mặt vô cùng cung kính nói, thần y Phương, ông có thể đến giúp vợ tôi chữa bệnh, đúng là phước ba đời nhà họ Lưu chúng tôi, đại ân đại đức của ngài tôi sẽ vĩnh viễn ghi nhớ. Lưu Thanh Sơn cũng đi đến, cười nói, thần y Phương, ngài đến đúng là làm kẻ hèn họ Lưu này vẻ vang, mời ngài vào trong. Phương Chi Lễ chỉ nhàn nhạt gật đầu với hai người, sau đó bước đi vào bên trong. Ông ta đã sớm quen người ta khách khí với ông ta như vậy, dần dần dưỡng thành tính cách sống an nhàn sung sướng. Sau khi mọi người thấy thần y Phương vào phòng khách, cũng vội vàng đi vào theo, muốn xem y thuật của thần y cao minh đến mức nào. Từ sớm, Lưu Viễn Kiều đã chuyển giường của vợ mình đến đây, lúc này vợ ông đang nằm trên giường trong phòng khách, trên người có rất nhiều bớt đen, cả người cũng uể oải không tinh thần. Nhìn dáng vẻ thì sức đứng lên cũng không có. Gương mặt Lưu Viễn Kiều đầy cầu khẩn nhìn Phương Chi Lễ, mở miệng nói, thần y Phương, vợ của tôi đã bị bệnh lạ này đã nhiều năm rồi, vẫn luôn không thể trị khỏi được, nhờ thần y Phương nhất định phải cứu cô ấy trở về, nếu không, khả năng có thể cô ấy không còn cách nào tiếp tục sống trên cõi đời này nữa rồi. Phương Chi Lễ nhìn ông ta một cái, không nhịn được nói, được rồi, làm thế nào là chuyện của nghề y chúng tôi. Không phải ông nói hai câu y thuật của tôi sẽ tăng lên, nếu như ông muốn tôi chữa bệnh cho tốt, vậy thì đừng có đứng bên cạnh mà lắm miệng. Gương mặt Lưu Viễn Kiều lập tức xấu hổ, vội vàng xin lỗi nói, vâng, đều là tôi lắm miệng, thần y Phương bất giận. Nhất thời mọi người cũng không dám tiếp tục lên tiếng, sợ chọc giận thần y. Phương Chi Lễ trực tiếp đi đến bên giường kia, lúc này có người đặt cái ghế xuống kia cho ông, Phương Chi Lễ ngồi xuống, nhìn qua người phụ nữ nằm trên giường. Người học trò kia mới thả hòm thuốc của Phương Chi Lễ xuống, sau đó nhìn lướt qua mọi người, mở miệng nói, lúc sư phụ hành nghề y không thích có người quấy rầy, cho nên không cho phép mọi người lên tiếng, nếu như bởi vì mấy người quấy rầy sư phụ tôi khám bệnh, cuối cùng trị không hết, sư phụ tôi cũng không phụ trách. Lâm Thanh Diện nhìn nụ cười lộ ra trên gương mặt người học trò kia, không thể ngờ một đứa bé lại kiêu ngạo như vậy, xem ra cậu nhóc đi theo Phương Chi Lễ bên ngoài đúng là không ai dám trêu chọc. Mặc dù chuyện này sẽ làm cho cậu nhóc này từ bé đã hưởng thụ cảm giác người lớn tôn kính, nhưng mà đây cũng sẽ trở thành một vách ngăn lớn trên đường đời của cậu bé. Nếu Phương Chi Lễ chết, cậu ta còn đối xử với người khác như thế, chỉ sợ sẽ thường xuyên bị đánh. Phương Chi Lễ nhìn vào những vết bớt đen trên người mẹ Lưu Ly, sau đó đưa tay sờ sờ, lông mày lập tức nhíu lại. Rất rõ ràng, tình huống này ông ta chưa từng gặp qua, cho dù y thuật ông ta tinh thông, nhìn thấy tình huống này, cũng sẽ cẩn thận suy nghĩ nên trị liệu thế nào. Lâm Thanh Diện lúc này cũng đặt sự chú ý của mình trên người mẹ Lưu Ly, anh trực tiếp thả ra thần niệm của mình, bảo phủ quanh người mẹ Lưu Ly. Trong nháy mắt, Lâm Thanh Diện nhìn thấy trong cơ thể mẹ Lưu Ly có một loại khí đen đang lớn lên, khối khí đen này nằm trên ngực mẹ Lưu Ly, không ngừng chảy đi bốn phía, ăn mòn lục phủ ngũ tạng của bà. Mà khối khí đen này có hơi thở giống như cổ trùng lúc trước Lâm Thanh Diện hóa giải xong. Xem ra đây là vì mẹ Lưu Ly tiếp xúc với Lưu Lý quá nhiều, làm độc tính đi vào trong cơ thể của bà, trong người nuôi ra một đám khí đen này. Xem hiểu được chuyện gì xảy ra, Lâm Thanh Diện cũng yên lặng thở ra một hơi, nếu như là độc sâu, giải quyết cũng không khó khăn. Về phần nội tạng bị ăn mòn của mẹ Lưu Ly, qua một thời gian ngắn điều dưỡng, có thể điều dưỡng về được. Anh quay đầu nhìn thần y Phương kia, nhìn thấy dáng vẻ cau mày của ông. Trong lòng cũng hiểu được nhất định ông ta cũng không có cách nào với tình huống này. Mặc dù là tinh thông y thuật,
Đụng vào loại cổ trùng này nhất định cũng không có cách này, Phương Chi Lễ lần này gặp phải vấn đề khó rồi. Nhưng mà hình như ông ta cũng không muốn để mọi người biết ông ta không trị được bệnh này, trực tiếp lấy một gói ngân châm to từ trong hòm thuốc ra. Xem ra, ông ta là muốn thử ngân châm trước. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Bình thường loại thần y nổi danh này, cho dù đụng phải bệnh mình không trị được, cũng giả vờ giả vịt trị một lần, tuyệt đối sẽ không để người khác biết kỳ thật ông ta căn bản không trị được cái bệnh này. Nếu không, thanh danh thần y của ông ta sẽ xấu đi. Mà chỉ cần trị, cho dù trị không hết, ông ta cũng có thể nói mời mình đến quá muộn, bệnh đã nguy kịch, ông ta cũng không có cách nào. Lâm Thanh Diện nhìn chằm chằm Phương Chi Lễ mới lấy ngân châm ra, xoa bóp mấy huyệt vị trên người mẹ Lưu Ly, sau đó nhìn đúng vào vị trí ngực, muốn đâm xuống. Chỗ đó đúng là chỗ ở của đám khí đen, nếu như cứ vậy đâm xuống, nhất định sẽ dẫn đến khí đen loạn lạc, đến lúc đó chỉ sợ là mẹ Lưu Ly sẽ chết nhanh hơn. Bởi vì anh đã đồng ý với Lưu Ly, cho nên chỉ có thể đứng dậy, nhìn vào Phương Chi Lễ nói, nếu ông châm cái này xuống, không chỉ không trị được bệnh của bà ấy, ngược lại càng làm tình hình của bà ấy càng thêm không ổn. Chương 1131, đánh cược. Tất cả mọi người quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, bọn họ cũng chưa nghĩ đến có người nói một câu như vậy vào lúc này. Phương Chi Lễ cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, trên mặt lộ ra vẻ lạnh băng. Sao vậy, cậu đang nghi ngờ y thuật của tôi sao? Người nhà họ Lưu mấy người mời tôi đến chữa bệnh, kết quả lại không tin tưởng y thuật của tôi, mấy người cố ý làm cho tôi khó xử sao? Phương Chi Lễ lạnh lùng nói tất cả người nhà họ Lưu có chút bối rối, dù sao. Người nói câu này không phải là người nhà họ Lưu, vẻ mặt Lưu Viên Kiều cũng hoang mang, ông ta mời Phương Chi Lễ xem bệnh cho vợ mình, hiện tại đột nhiên có người tới một câu như vậy, không phải tìm phiền toái sao? Thân y Phương, người này không phải là người nhà họ Lưu. Ông đừng trách Lâm nhà họ Lưu chúng tôi. Lưu Viễn Kiều cầu xin Phương Chi Lễ. Người nhà họ Lưu bắt đầu chỉ trích Lâm Thanh Diện, muốn phúi sạch quan hệ với Lâm Thanh Diện. Đúng vậy thân y Phương, tên nhóc này vốn không phải là người nhà họ Lưu, chúng tôi cũng không biết cậu ta xuất hiện từ đâu. Thân y Phương, tên nhóc này không biết gì cả, ông đừng đặt lời nói của cậu ta ở trong lòng. Không phải tên nhóc này là bạn của cô chủ sao, sao cậu ta lại như thế, chẳng lẽ cậu ta cố ý đến gây rối sao? Lưu Văn Hùng hung dữ nhìn về phía Lâm Thanh Diện, dường như cuối cùng cũng be được nhược điểm của Lâm Thanh Diện, ông ta lập tức mảng cậu có ý gì. Chẳng lẽ vừa rồi học trò của thân y Phương nói chưa rõ sao, lúc người ta làm việc thì người khác không được quấy rầy. Vào lúc này cậu nói như vậy là có ý gì? Uổng công cậu là bạn của Lưu Ly, kết quả hiện tại cậu lại không muốn mẹ Lưu Ly được chữa bệnh, không biết tại sao trên thế giới này lại có loại người như cậu. Lâm Thanh Diện bĩu môi nói, tôi chỉ muốn nhắc nhở ông ta một chút mà thôi, chẳng lẽ muốn chờ ông ta chữa trị cho bệnh nhân đến chết thì tôi mới mở miệng sao? Phương Chi Lễ nghe Lâm Thanh Diện nói thì lập tức đứng lên, tức giận nói, mấy người mời tôi đến là vì muốn sỉ nhục tôi sao? Chữa trị bệnh nhân đến chết, không ngờ mấy người cũng có thể nói ra được câu này. Chí Lê này làm nghề y nhiều năm như vậy nhưng chưa bao giờ xuất hiện chuyện người bệnh chết, mấy người đang trang trợn sỉ nhục tôi. Tôi không chữa bệnh nữa, mấy người muốn làm gì thì làm đi, từ nay về sau tôi sẽ không đến thành phố Bạch Sơn nữa, người của thành phố Bạch Sơn mang nhà họ Lưu thể nào cũng không liên quan đến tôi. Học trò kia cũng hung hãng nói với Lâm Thanh Diện, người này đúng là đáng ghét, dám sỉ nhục sư, phụ của tôi như vậy, ông ấy là thần y trên đời, loại người như anh có tư cách tùy tiện sỉ nhục ông ấy sao? Hiện tại anh mau quỳ xuống nói xin lỗi sư phụ của tôi đi. Nếu không thì chúng ta sẽ nói cho mọi người ở thành phố Bạch Sơn, đến lúc đó mấy người có thể gặp phiền phức. Lâm Thanh Diện liếc học trò kia một cái, mở miệng nói, trẻ con miệng còn hồi sữa, nơi này vẫn chưa đến lượt cậu nói chuyện. Anh nói xong thì tay khẽ nhúc nhích, một sức mạnh xuất hiện bịt miệng tên học trò kia lại, hiện tại cho dù cậu ta muốn nói chuyện cũng không nói ra được. Vẻ mặt của học trò hoảng sợ, vốn không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cậu ta không nói được. Cho nên không ai có thể biết được tình hình hiện tại của cậu ta thế nào. Lâm Thanh Diện nhìn về phía Phương Chi Lễ mở miệng nói, tôi thấy ông không phải cảm thấy mình chịu nhục nhã, mà bởi vì ông không chữa được bệnh này, cho nên tìm cho mình một lý do. Khuôn mặt già nua của Phương Chi Lễ lập tức trở nên xanh mét, không thể tưởng được người thanh niên này cũng dám nói với ông ta như vậy, quan trọng nhất là anh đã nói đúng. Nếu hiện tại ông ta không nghĩ cách lấy lại thể diện, chuyện này truyền ra ngoài thì chắc chắn sẽ tạo ảnh hưởng đến danh tiếng của ông ta.
nhưng ông ta còn chưa nói gì thì người nhà Lưu đã ngồi không yên. Người anh em, nhà họ Lưu không oán không thù với cậu, hơn nữa nghe nói sao cậu lại cố ý đắc tội với thân y Phương vào lúc này, chẳng lẽ cậu không muốn mẹ Lưu Ly được chữa khỏi bệnh sao? Lưu Thanh Sơn nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện nói một câu. U là bạn của Lưu Ly, vì Lưu Viên Kiều cũng đầy tức giận nhìn Lâm Thanh Diện nói, chỉ có thân y Phương có thể chữa trị bệnh của vợ tôi, cậu làm như vậy là muốn hại nhà của chúng ta, Lưu Ly đã như vậy, kết quả hiện tại mẹ nó cũng không chữa khỏi, sao tôi có thể sống nổi chứ? Ba, con thấy nên đuổi tên nhóc này rảnh rỏi đi gây chuyện này đi, cũng cho thân y Phương một câu trả lời, cho dù cậu ta là bạn của Lưu Ly thì sao, cũng chỉ mang lại rắc rối cho nhà chúng ta mà thôi. Lưu Văn Hùng nhìn chằm chằm Lâm Thanh Diện nói. Lâm Thanh Diện nghe bọn họ nói thì cười nói, mấy người đừng vội, nếu thân y Phương thật sự có y thuật cao siêu như vậy thì sẽ không sợ người khác nghi ngờ đâu. Tôi chỉ nói lời thật lòng, nhưng nếu thân y Phương đã đến thì hãy chứng minh y thuật của ông trước mặt mọi người đi. Nếu ông có thể chữa khỏi bệnh cho bà ta thì hiện tại tôi sẽ xin lỗi ông. Ông muốn tôi làm gì cũng được, tôi nhất định không nuốt lời được không? Phương Chi Lẻ nheo mắt lại, cảm giác tên nhóc này muốn ăn sống ông ta. Nếu hiện tại ông ta vẫn muốn rời đi thì trở thành chột dạ, cho nên ông ta muốn bảo vệ danh tiếng của mình thì chỉ có thể chữa bệnh, vậy thì mới có thể đánh vào mặt Lâm Thanh Diện. Ông ta hít sâu một hơi, nói với Lâm Thanh Diện. Được, nếu cậu đã nói như vậy, hôm nay tôi sẽ cho tên nhóc ngông cuồng là cậu biết danh tiếng của tôi nhiều năm như thế cũng không phải chỉ nói bảng miệng. Lâm Thanh Diện cười cười, cũng không nói gì, anh cũng hoàn toàn không lo lắng Phương Chi Lê sẽ chữa bệnh cho mẹ Lưu Ly có xảy ra vấn đề gì không. Nếu là cổ trùng thì với năng lực của anh, chỉ cần không xuất hiện vấn đề quá lớn cũng sẽ có cơ hội cứu được người nhà họ Lưu. Thấy Chi Lẻ đồng ý với Lâm Thanh Diện thì cũng không tiếp tục đuổi Lâm Thanh Diện ra ngoài, chỉ có thể chờ Phương Chi Lẻ chữa khỏi bệnh, đến lúc đó lại tính số với Lâm Thanh Diện. Lưu Viễn Kiều thấy Chi Lễ đồng ý chữa bệnh cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi, hơn nữa nói như vậy thì Phương Chi Lê chắc chắn sẽ dùng toàn bộ năng lực của mình để chữa bệnh, ngược lại cũng là một chuyện tốt. Lưu Văn Hùng nhìn thoáng qua Lâm Thanh Diện. Cười nhạo một tiếng nói, đúng là không biết trời cao đất dày, không ngờ lại đánh cược với thần y Phương như vậy, có lẽ đầu óc đã bị úng nước, chờ lát nữa thần y Phương chữa khỏi bệnh, tôi sẽ giải quyết cậu đầu tiên. Phương Chi Lễ lại ngồi xuống mép giường nhìn thoáng qua mẹ Lưu Ly, sau đó lại lấy ra kim châm. Lâm Thanh Diện lắc đầu, xem ra thần y Phương này thật sự không biết chữa trị cổ trùng thế nào. Phương Chi Lễ cầm kim châm trong tay châm cứu vào vị trí ngực của mẹ Lưu Ly. Trên mặt mẹ Lưu Ly lập tức lộ vẻ đau khổ, nhưng rất nhanh sắc mặt của bà ta tốt hơn một chút. Phương Chi Lê còn tưởng rằng có hiệu quả, trên mặt lập tức lộ vẻ đắc ý. Người nhà họ Lưu cũng tràn đầy bội phục, nghĩ thầm thần y thật là lợi hại, vừa ra tay đã có hiệu quả. Nhưng không đợi Phương Chi Lê đắc ý xong thì sắc mặt mẹ Lưu Ly bắt đầu thay đổi xấu đi, sau đó phun ra một ngụm máu đen. Chương 1132, chữa bệnh. Tình huống này làm cho tất cả mọi người hoảng sợ. Bọn họ vốn cho rằng Phương Chi Lẻ châm cứu xong sẽ có hiệu quả, không nghĩ rằng y thuật lại thấp như vậy. Tình hình của mẹ Lưu Ly chuyển biến xấu đi. Vừa rồi những người khen y thuật của Phương Chi Lễ cao siêu nhìn thấy vậy thì lập tức bịt miệng của mình lại, không dám phát ra âm thanh gì. Lưu Viễn Kiều nhìn thấy tình hình của vợ mình đột nhiên chuyển biến xấu đi thì vẻ mặt trở nên lo lắng, nhanh chóng nhìn Phương Chi Lễ hỏi, thân y Phương, chuyện gì đã xảy ra? Vì sao tình hình của vợ tôi lại trở nên xấu đi chứ? Cầu xin ông hãy cứu bà ấy. Phương Chi Lẻ cũng mờ mịt, ông ta vốn không biết chuyện gì xảy ra, ông ta nhìn chăm chăm mẹ Lưu Ly thì thấy đối phương sắp không sống được bao lâu nữa, cho nên vẻ mặt cũng tràn đầy hoảng hốt. Nếu hôm nay ông ta không chữa khỏi cho bệnh nhân thì sợ là danh tiếng thân y cũng chịu ảnh hưởng. Trên trán ông ta đổ đầy mồ hôi lạnh, tay cầm kim châm bắt đầu run rẩy. Lâm Thanh Diện cười nhìn Phương Chi Lê mở miệng hỏi, thần y, sao ông không động đậy? Bệnh nhân sắp tắt thở rồi. Chẳng lẽ ông cứ trơ mắt nhìn bệnh nhân chết đi sao? Phương Chi Lễ quay đầu trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện một cái quát, cậu biết cái gì? Tôi đang quan sát tình hình của bệnh nhân mà thôi, lát nữa tôi không chữa khỏi bệnh cho bà ta cũng là vì cậu ở bên cạnh quấy rầy. Lưu Văn Hùng lập tức trừng mắt nhìn Lâm Thanh Diện một cái mở miệng nói, cậu có nghe thấy hay không? Thần y Phương nói cậu im miệng, tôi thấy cậu cố ý, cậu không muốn thần y Phương chữa khỏi bệnh nên dùng thủ đoạn này, đúng là không cần mặt mũi. Lâm Thanh Diện quay đầu nhìn Lưu Văn Hùng một cái, mở miệng nói, tôi thấy giọng nói của anh lớn hơn tôi rất nhiều, người không muốn ông ta chữa khỏi bệnh là anh sao? Lưu Văn Hùng lập tức nghẹn họng. Lưu Thanh Sơn quay đầu trừng mắt nhìn anh ta một cái, anh ta cũng chỉ có thể im miệng. Phương Chi Lê đầy lo lắng, nhất thời không biết nên làm gì, ông ta nhìn chăm chăm cây kim châm trong tay,
sau đó muốn châm cứu lại xem có hiệu quả hay không. Lần này ông ta thay đổi vị trí châm cứu, lúc ông ta châm lên trên người mẹ Lưu Ly thì mẹ Lưu Ly lại phun ra một ngụm máu, sắc mặt càng trở nên trắng bệch. Lần này Phương Chi Lê hoàn toàn luống cuống, ông ta vốn không có năng lực chữa khỏi bệnh cho mẹ Lưu Ly, hơn nữa mẹ Lưu Ly trải qua hai lần châm cứu của ông ta thì càng bước gần đến quỷ môn quan, cho. Dù là thần tiên thì chỉ sợ cũng không thể cứu vãn. Ông ta hít sâu một hơi, con người xoay một vòng, sau đó xoay người, mở miệng nói, bệnh tình của bà ta đã không thể nào cứu chữa, vốn không có cách chữa trị, tôi không chữa được, mấy người chuẩn bị hậu sự đi. Ông ta nói xong thì nhìn học trò một cái, ra hiệu băng mắt với cậu ta. Học trò lập tức hiểu ý, nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Lưu Viễn Kiều lập tức muốn ngất đi, ông ta không nghĩ tới Phương Chi Lẻ được gọi là thần y lại nói thẳng không chữa được bệnh của vợ ông ta. Ông ta nhanh chóng đến trước mặt Phương Chi Lê, vẻ mặt cầu xin nói, thần y, cầu xin ông chữa khỏi bệnh cho vợ tôi đặt toàn bộ hy vọng lên người ông đấy. Phương Chi Lễ đẩy tay ông ta ra, mở miệng nói, bệnh tình đã đến mức này, ông mới đến tìm tôi, ông nghĩ tôi là thần tiên sao? Nếu mấy người sớm đến tìm tôi thì còn có cơ hội cứu sống, hiện tại đừng lãng phí sức lực. Hai chân Lưu Viễn Kiều mềm nhũn, ngồi xuống mặt đất. Hiện tại Phương Chi Lê có chút lo lắng, ông ta muốn nhanh chóng rời khỏi chỗ này, lỡ người nhà họ Lưu tìm ông ta gây chuyện thì coi như xong đời ngay lúc này. Lâm Thanh Diện bất đắc dĩ lắc đầu, anh đi thẳng đến giường bệnh. Người nhà họ Lưu thấy vậy thì trên mặt lộ vẻ khó hiểu. Tên nhóc kia muốn làm cái gì, chẳng lẽ cậu ta muốn ra tay chữa bệnh sao? Tên nhóc này điên rồi sao? Thần y Phương cũng không chữa khỏi được, chẳng lẽ cậu ta cho rằng mình làm được sao? Thần y Phương không chữa khỏi được bởi vì cậu ta ảnh hưởng đến ông ta, hiện tại cậu ta còn muốn làm loạn, đúng là bội phục. Lưu Văn Hùng cũng nhìn Lâm Thanh Diện mở. Miệng nói, tên nhóc, cậu muốn làm cái gì, cậu mau cút ngay cho tôi, bởi vì cậu nên thím mới không chữa khỏi bệnh, chẳng lẽ hiện tại cậu còn muốn mạng của bà ấy sao? Lưu Viễn Kiều cũng quay đầu nhìn về phía Lâm Thanh Diện, vẻ mặt khó hiểu nói, vì sao cậu muốn hại vợ tôi như thế, chúng tôi và cậu không oán không thù, vì sao cậu muốn hại chúng tôi? Lưu Văn Hùng nhìn về phía Lưu Thanh Sơn nói, ba nhanh chóng cho người bắt cậu ta lại đi. Ồn ào quá, Lâm Thanh Diện hừ lạnh một tiếng, một khí thế mạnh mẽ vô hình bồng xuất hiện toàn bộ phòng khách, tất cả mọi người im lặng. Không biết vì sao bọn họ nghe thấy tiếng quát của Lâm Thanh Diện thì bản năng không dám tiếp tục lên tiếng. Ngay cả học trò kia cũng không dám tiếp tục thu dọn đồ đạc, sợ ảnh hưởng đến Lâm Thanh Diện, một bàn tay của Lâm Thanh Diện đã làm cho cậu ta muốn chết. Phương Chi Lê cũng đứng tại cho, không dám trốn đi vào lúc này. Lâm Thanh Diện nhìn mẹ Lưu Ly trên giường bệnh, anh đưa hai ngón tay, một sức mạnh tinh túy xuất hiện ở trên đó, sau đó anh điểm huyệt trên người mẹ Lưu Ly mấy cái, năng lực truyền vào cơ thể bà ta. Cổ trùng vốn náo loạn lập tức yên tĩnh lại. Sau đó Lâm Thanh Diện dùng tay đặt lên cổ tay mẹ Lưu Ly, năng lượng được truyền vào dọc theo kinh mạch đến tới cơ quan nội tạng của bà ta. Khi năng lượng tiếp xúc với những khí đen trong cơ thể mẹ Lưu Ly thì lập tức be đầu hóa giải nó. Những khí đen tiếp xúc với năng lượng của Lâm Thanh Diện cũng giống như thấy quỷ, định len lỏi trong cơ thể mẹ Lưu Ly trốn đi, nhưng Lâm Thanh Diện đã chuẩn bị xong, anh đã chặn các kinh mạch của mẹ Lưu Ly, cho nên khí đen không thể đi đâu được. Chỉ có thể ngoan ngoãn chờ bị hóa giải. Với thực lực hiện tại của Lâm Thanh Diện thì muốn hóa giải khí đen này không phải là chuyện khó khăn, năng lượng của anh hoàn toàn áp chế được khí đen, cho nên muốn hóa giải khí đen này cũng chỉ cần một chút thời gian mà thôi. Trong chốc lát khí đen trong cơ thể mẹ Lưu Ly đã được hóa giải hơn một nửa. Tình hình của mẹ Lưu Ly cũng chuyển biến tốt đẹp. Tất cả mọi người im lặng nhìn chăm chú, không ai dám phát ra âm thanh quấy rầy Lâm Thanh Diện. Phương Chi Lê cũng không nghĩ tới Lâm Thanh Diện thật sự có cách chữa trị bệnh của mẹ Lưu Ly, ông một a híp mã lại nhìn về phía Lâm Thanh Diện. Một lát sau, cuối cùng Lâm Thanh Diện cũng hóa giải xong khí đen trong người mẹ Lưu Ly, sau đó anh lại chuyển một phần năng lượng của mình vào cơ thể mẹ Lưu Ly, bảo vệ nội tạng của bà ta để không phải chịu tổn thương vừa rồi mà mất đi tính mạng. Lúc này những nổm đen trên người mẹ Lưu Ly đã hoàn toàn biến mất, sắc mặt cũng trở nên tốt hơn nhiều. Ngoại trừ có chút tiêu tụy thì không có gì đáng ngại. Mọi người ở đây nhìn thấy vậy thì trên mặt đều lộ vẻ khiếp sợ. Chương 1133, biết là một loại tội lỗi. Thế là không sao rồi à? Trông có vẻ như, đã chữa khỏi rồi. Giỏi quá đi, căn bệnh mà thân y Phương bó tay, không ngờ lại được cậu ta trị khỏi, lẽ nào cậu ta mới là thân y thật sự? Rồi ạ, ban nãy tôi còn muốn dạy đỗ thằng nhóc ấy một chặp, may mà nhịn được. Chứ bằng không nếu vì tôi mà làm ảnh hưởng đến việc chữa trị thì tôi đã rước y họa lớn vào thân rồi.
Xem ra chúng ta đều đã hiểu lầm cậu ấy, thảo nào cậu ấy bảo thần y phương không chữa hết bệnh được, hóa ra y thuật của cậu ấy cao hơn thần y phương. Tất cả mọi người trong nhà họ Lưu đều nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ ngạc nhiên, sự kính phục dần dần hiện lên trong me. Lưu Thanh Sơn cũng híp mắt lại, rõ ràng không ngờ bạn của Lưu Ly lại giỏi như thế, một vài suy nghĩ cũng nảy sinh trong lòng bọn họ. Lưu Văn Hùng lại nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ oán hận, chỉ mong có thể xông lên bóp chết mẹ của Lưu Ly. Ban nãy anh ta còn nghĩ xem nếu như khiến cho mẹ của Lưu Ly chết đi trong quá trình chữa trị, thế thì anh ta cũng có lý do để ra tay, báo lại món thù ngày hôm qua. Kết quả không ngờ rằng cái tên này lại chữa khỏi bệnh cho mẹ của Lưu Ly. Lần này không những anh ta không có lý do đối phó với Lâm Thanh Diện, không chừng nhà họ Lưu còn cảm kích Lâm Thanh Diện nữa, không biết thằng này đụng phải vận may cứt chó gì thế, thế mà cũng có thể chữa khỏi bệnh, tức chết đi được. Lưu Văn Hùng lẩm bẩm. Phương Chi Lễ và học sinh của mình cũng nhìn Lâm Thanh Diện với vẻ ngạc nhiên. Có lẽ trong số tất cả mọi người có mặt ở đây, chỉ có một mình Phương Chi Lễ biết Lâm Thanh giỏi đến mức nào khi chữa hết căn bệnh này. Bây giờ thái độ Phương Chi Lễ dành cho Lâm Thanh Diện đã thay đổi nhiều, mặc dù khi nãy Lâm Thanh Diện khiến cho ông ta lúng túng, làm ông ta mất mặt trước đám đông, thế nhưng dù gì ông ta cũng là y sĩ, trong lòng vẫn thấy kính phục trước y sĩ giỏi hơn mình. Hơn nữa bây giờ ông ta rất muốn biết sốt cuộc Lâm Thanh Diện chưa được căn bệnh không rõ nguyên nhân này. Bởi thế đã bắt đầu suy nghĩ xem làm sao để xin lỗi Lâm Thanh Diện. Rồi sau khi rút hết sức lực trong cơ thể của mình về, anh nhìn thoáng qua mẹ Lưu Ly, mẹ Lưu Ly chậm chậm mở mắt, gương mặt có vẻ rất mờ mịt. Trong ấn tượng của bà ấy đã chết rồi, nhưng không biết vì sao vừa đi đến Quý Môn Quan đã bị kéo ngược trở về. Người đầu tiên bà ấy nhìn thấy sau khi mở me ra chính là Lâm Thanh Diện, bà ấy nói cậu là người đã chữa hết bệnh cho tôi sao? Lâm Thanh Diện mỉm cười gật đầu, cháu là bạn của Lưu Ly, cô ấy nhờ cháu chữa bệnh cho bác đấy ạ. Gương mặt mẹ của Lưu Ly thoáng có vẻ kích động, thế nhưng bà ấy cũng biết mình bị nhiễm bệnh vì Lưu Ly, có điều bà ấy không hề trách cứ gì cô ấy. Sau khi nghe thấy Lâm Thanh Diện nói Lưu Ly nhờ anh đến chữa bệnh cho mình, trong lòng mẹ của Lưu Ly cũng biết tình cảm con gái dành cho mình. Bà ấy lập tức muốn ngồi dậy cảm ơn Lâm Thanh Diện, nhưng vì cơ thể quá yếu ớt, bởi thế bà ấy không có chút sức lực nào. Lâm Thanh Diện nhìn bà ấy rồi nói, cháu cũng chỉ tiện tay mà thôi, hơn nữa cháu cần phải nhắc nhở bác một điều, không phải bác bị bệnh mà là mắc một loại cổ trùng, đúng là bị nhiễm cổ trùng từ người Lưu Ly, nhưng không phải vì Lưu Ly, bùa chú trên người Lưu Ly có lý do khác, cháu đến đây là để điều tra việc này. Lúc nói chuyện, mọi người chỉ có thể nhìn thấy anh mở miệng nhưng lại không nghe thấy giọng nói của anh, chỉ có mẹ Lưu Ly nghe thấy anh nói gì mà thôi. Sau khi nghe Lâm Thanh Diện nói thế, gương mặt mẹ con Lưu Ly toát ra vẻ kinh ngạc. Trong lúc nhất thời không biết phải nói gì, Lâm Thanh Diện cười cười, bác không cần phải ngạc nhiên như thế, đừng nói cho ai biết hồi nãy cháu nói gì với bác, cháu cũng chỉ vì không muốn bác hiếu Lâm Lưu Ly nên mới nói cho bác nghe thôi, đợi sau khi giải quyết xong chuyện này. Tất nhiên tình cảm giữa hai mẹ con bác sẽ khôi phục lại bình thường. Mẹ của Lưu Ly vội vàng gật đầu với Lâm Thanh Diện, bà ấy không nói gì nữa. Lâm Thanh Diện cũng quay người lại, ngừng sử dụng thủ đoạn vừa mới thi triển, rồi sau đó, anh nhìn Lưu Viễn Kiều đang ngồi trên mặt đất, không cần phải bi quan như thế đâu, đã chữa khỏi bệnh cho vợ của bác rồi. Lưu Viễn Kiều nhìn Lâm Thanh Diện, đôi môi ông ta mấp máy, thật, thật sao? Bác tự nhìn là biết ngay, Lâm Thanh Diện nói. Lưu Viễn Kiều lập tức bỏ dậy, lao đến bên giường, lúc nhìn thấy vợ mình không bị gì nặng nề thì ông ta mới kích động đến nỗi bật khóc. Vào lúc này, Phương Chi Lễ đi về phía Lâm Thanh Diện, gương mặt ông ta có vẻ rất áy náy, nhóc con. Xin lỗi vì chuyện khi nãy, tôi tự phụ quá, chứ bằng không cũng không đến nỗi gây ra chuyện cười như thế này. Bây giờ tôi trịnh trọng xin lỗi cậu, hy vọng cậu có thể tha thứ cho sơ sót của tôi. Lâm Thanh Diện thấy thái độ nhận sai của Phương Chi Lễ cũng thành khẩn, anh mỉm cười. Đúng là y thuật của Phương Chi Lễ không có vấn đề gì cả. Lần này mẹ của Lưu Ly bị trúng cổ trùng chứ không phải là bị bệnh, bởi thế nên Phương Chi Lễ mới không trị được bệnh cho bà ấy. Lâm Thanh Diện không thích ông ta chỉ vì sự kiêu ngạo của ông ta mà thôi. Bây giờ Phương Chi Lễ chủ động xin lỗi anh, tất nhiên anh cũng sẽ không hận thù. Thần y Phương, thân là bác sĩ thì nên khiêm tốn mới phải, không thế kiêu ngạo đâu, làm thế chỉ tố rước thêm phiền phức cho ông mà thôi, Lâm Thanh Diện nhắc nhở. Phương Chi Lễ vội vàng gật đầu rồi nói, cảm ơn cậu đã nhắc nhở tôi, nhất định tôi sẽ ghi nhớ, sau này sẽ không phạm sai lầm nữa. Chỉ có điều không biết cậu có thể nói cho tôi biết sốt của cậu đã chữa khỏi bệnh của bà ấy bằng cách nào không, tôi đã khám rất lâu rồi mà cũng không tìm ra nguyên nhân của căn bệnh, kỳ quặc thật. Lâm Thanh Diện nhìn ông ta rồi nói, tôi chỉ có thể nói với ông rằng,
không phải bác gái bị bệnh mà là bị cái khác, bác sĩ Phương không biết thì hơn, chứ băng không lại rước lấy họa vào người. Phương Chi Lễ biến sắc, không ngờ bệnh tình của mẹ Lưu Ly đáng sợ như thế, ông ta là người thông minh, bởi vậy mới im lặng ngay. Có lúc chỉ biết điều gì đó cũng là tội lỗi, sẽ rước họa vào người. Lưu Thanh Sơn cũng đi đến bên cạnh Lâm Thanh Diệt, ông ta quan sát anh một cách nghiêm túc rồi bật cười mà nói, không ngờ cậu lại cao thâm khó dò như thế, có y thuật hơn người, thật khiến cho người khác kính phục. Tôi thay mặt cả nhà họ Lưu cảm ơn cậu. Lâm Thanh Diện cười với ông ta, cháu là bạn của Lưu Ly, tất nhiên phải giúp đỡ mọi người rồi. Lưu Thanh Sơn nghe thấy mấy chữ bạn của Lưu Ly, ánh mắt ông ta trở nên sâu thẳm, không biết đang nghĩ ngợi gì. Lâm Thanh Diện cũng nhân cơ hội này phóng ra quan sát khắp người Lưu Thanh Sơn. Điều khiến cho anh không ngờ là anh lại phát hiện ra vết tích của cổ trùng trên người Lưu Thanh Sơn, hơn nữa còn không chỉ có một. Chương 1134, chỉ có thể dùng cách này. Không biết cậu đây có thể nói cậu và Lưu Ly quen nhau như thế nào không? Lưu Ly từ khi còn nhỏ, đã mang lại xui xẻo cho mọi người, theo lẽ thường, thì sẽ không có ai làm bạn với nó. Tôi cũng có chút tò mò không biết tại sao cậu đây lại không sợ vận xui của Lưu Ly. Lưu Thanh Sơn thăm dò hỏi, lúc này ông ta đã nhận ra Lâm Thanh Diện không đơn giản chút nào. Làm sao có thể làm bạn với Lưu Ly, lại có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ của Lưu Ly. Sao có thể là một người đơn giản được? Ông ta bây giờ không chắc chắn về mục đích thực sự của Lâm Thanh Diện khi đến nhà họ Lưu, vì vậy ông ta muốn lấy được chút thông tin từ Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện cười với ông ta, nói con người tôi trời sinh mạng cứng, cho nên không sợ vận xui gì, làm bạn với Lưu Ly cũng chỉ là tình cờ, cô ta thật ra cũng không đáng sợ như người ta nói, ông nói có đúng không, Lưu gia chủ. Nghe được giọng điệu có ý khác trong lời nói của Lâm Thanh Diện, Lưu Thanh Sơn cũng có chút không hiểu rõ Lâm Thanh Diện, nhưng Lâm Thanh Diện vừa mới chữa khỏi bệnh cho mẹ của Lưu Ly, ông ta nhất định sẽ không thể làm gì Lâm Thanh Diện. Vì vậy chỉ có thể mỉm cười với Lâm Thanh Diện, nói, đúng vậy, Lưu Ly thực sự là một cô gái tốt, đáng tiếc là ông trời không công bằng, để khi nó sinh ra, thì mang theo vận xui. Lâm Thanh Diện cười nói, có thể không phải do trời sinh. Lưu Thanh Sơn đột nhiên chau mày lại, ánh mắt nhìn sang Lâm Thanh Diện, xuất hiện vài phần kỳ lạ. Nhưng ngay sau đó ông ta mỉm cười và nói, dù thế nào đi nữa, bệnh của mẹ Lưu Ly lần này có thể chữa khỏi, cũng là nhờ có cậu đây, nhà họ Lưu tôi nhất định sẽ cảm ơn cậu thật tốt, qua hai ngày nữa, thì là sinh nhật của Lưu Ly, đến lúc đó sẽ có cao nhân đến nhà họ Lưu tôi, hay là cậu ở lại nhà họ Lưu tôi thêm mấy ngày, không chừng đến lúc đó cậu có duyên với cao nhân, cũng xem như tặng cậu tạo hóa này. Đang có ý này, Lâm Thanh Diện trả lời Lưu Thanh Sơn gật đầu, không nói chuyện với Lâm Thanh Diện nữa. Bây giờ ông ta vẫn không rõ Lâm Thanh Diện đến đây có ý gì, mặc dù đối phương trông khá thần bí, hơn nữa còn có thể chữa khỏi bệnh cho mẹ Lưu Ly, nhưng dù sao thì cũng trẻ một chút. Cho nên Lưu Thanh Sơn không hề cảm thấy Lâm Thanh Diện có thể gây ra sự uy hiếp nào cho. Kế hoạch của ông ta để Lâm Thanh Diện đợi đến ngày cao nhân đến, cũng chỉ là đề phòng mọi chuyện, nếu Lâm Thanh Diện thực sự có ý xấu, và khi cao nhân đến, ông ta không cần phải lo lắng sẽ xảy ra chuyện gì. Lúc này Lưu Văn Hùng tức giận nhìn Lâm Thanh Diện, anh ta đã ghét Lâm Thanh Diện đến thấu xương, nhưng không ngờ rằng tên này sẽ chữa khỏi bệnh cho mẹ của Lưu Ly, làm cho anh ta không có lý do gì để ra tay với Lâm Thanh Diện. Nhưng anh ta sẽ không từ bỏ như vậy, nếu như có cơ hội, anh ta nhất định sẽ không khách sáo với Lâm Thanh Diện. Mọi người sau khi kinh ngạc, cũng bắt đầu tản đi, bệnh tình của mẹ Lưu Ly đã được chữa khỏi, cho nên cũng không còn gì đáng xem cả. Phương Chi Lễ cũng nhận thức sâu sắc về những sai lầm của mình, sau khi anh ta xin lỗi Lâm Thanh Diện lần nữa, bèn dẫn cậu học sinh đó rời khỏi nơi này. Trước khi họ rời đi, Lâm Thanh Diện đã khôi phục khả năng nói của cậu học sinh đó. Cậu học sinh bị sốc, lần này cậu đã biết điều, cậu nói với Phương Chi Lễ rằng Lâm Thanh Diện biết phép thuật, Phương Chi Lễ trách mắng cậu học sinh, nói rằng y thuật của Lâm Thanh Diện đúng là tài giỏi, nhưng vẫn chưa đến mức là phép thuật. Trên đời này vốn dĩ không có thần tiên. Làm sao có thể có thứ phép thuật chứ? Sau khi mọi người giải tán, Lâm Thanh Diện cũng quay người rời khỏi đây, chỉ còn lại hai vợ chồng Lưu Viễn Kiều ở đây cảm khái mẹ của Lưu Ly nhớ kỹ những gì Lâm Thanh Diện đã nói, không nói cho ai biết những gì Lâm Thanh Diện đã nói với bà, trong thâm tâm biết rõ, có thể cứu được con gái mình, e rằng chỉ có một mình Lâm Thanh Diện, bây giờ bà cũng đã đặt mọi niềm hy vọng lên người Lâm Thanh Diện. Buổi tối, Lâm Thanh Diện đến giữa sân của Lưu Ly. Anh bước tới cửa phòng Lưu Ly, vươn tay gõ cửa. Sau khi trải qua bối rối lần trước, anh không dám trực tiếp xông vào phòng Lưu Ly nữa. Mời vào, giọng Lưu Ly truyền đến,
Lâm Thanh Diện mới đẩy cửa bước vào. Nhưng điều anh không ngờ tới là, sau khi anh vào phòng, phát hiện Lưu Ly Văn đang tắm, anh lập tức quay người lại, cô đang tắm sao lại để tôi vào? Lâm Thanh Diện hỏi Lưu Ly lần này đã không còn xấu hổ như trước đây, cô ta cười với Lâm Thanh Diện, nói anh Lâm Thanh Diện, không sao đâu, em không sợ anh nhìn thấy. Lâm Thanh Diện ho nhẹ hai tiếng, nói cô không sợ, nhưng mà tôi sợ, tôi sẽ đợi cô mặc quần áo rồi mới vào vậy. Nói xong, Lâm Thanh Diện bước nhanh đi về phía bên ngoài Lưu Ly thấy vậy, lộ ra một nụ cười xinh đẹp trên mặt cô ta biết hai ngày sau chính là lúc cao nhân tới, tuy rằng Lâm Thanh Diện nói qua sẽ giúp cô ta. Nhưng đến lúc đó cụ thể sẽ xảy ra chuyện gì, thì không ai biết cả, rất có thể hai ngày này sẽ là khoảng thời gian hạnh phúc cuối cùng của cô ta, cho nên cô ta không còn kiêng kỵ điều gì cả. Ô ta muốn hai ngày này sẽ sống vui vẻ hơn. Nếu có thể, cô ta cũng muốn trải nghiệm cảm giác làm phụ nữ là như thế nào. Lâm Thanh Diện chắc chắn là đối tượng tốt nhất của cô ta, hơn nữa trước đó cô ta cũng nói qua, cho dù có dâng hiến bản thân cho Lâm Thanh Diện thì cũng không sao, vì thế cô ta muốn mạnh dạn đi thử. Ota bước ra khỏi bồn tắm, sau khi quấn khăn tắm quanh người, hướng về bên ngoài hét lên một tiếng, anh Lâm Thanh Diện, em mặc quần áo rồi, anh có thể vào đây. Lâm Thanh Diện nghe thấy giọng nói của Lưu Ly, trên mặt lộ ra vẻ nghi ngờ, nghĩ thầm tốc độ cô ta mặc quần áo cũng nhanh thật đấy, còn chưa tới một phút nữa, đã mặc xong rồi anh đi về phía phòng, sau khi đi vào trong, nhìn thấy Lưu Ly toàn thân ướt đảm, chỉ quấn một cái khăn tắm quanh người, liền nhanh chóng quay đầu lại. Không phải cô mặc quần áo xong rồi sao? Tại sao chỉ quấn một cái khăn tắm? Lâm Thanh Diện hỏi Lưu Ly cười nói, anh Lâm Thanh Diện, anh nghĩ cái khăn tắm này vướng víu sao? Nếu anh cho rằng cái khăn tắm vướng víu, em kéo nó xuống cũng được. Lâm Thanh Diện vội vàng xua tay, nói, không cần đâu không cần đâu, như vậy cũng ổn. Lưu Ly che miệng cười, nghĩ thầm dáng vẻ này của Lâm Thanh Diện trông cũng đáng yêu. Tôi đến tìm cô, thật ra tôi chỉ muốn nói với cô một tiếng. Bệnh của mẹ cô, đã không sao rồi, nghỉ ngơi thêm một khoảng thời gian, có lẽ sẽ không sao nữa. Lâm Thanh Diện mở miệng nói sau khi nghe được lời của Lâm Thanh Diện, trên mặt Lưu Ly đột nhiên lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó ánh mắt hiện lên vài phân kích động, ô ta trực tiếp đi về phía Lâm Thanh Diện, nhìn Lâm Thanh Diện đầy cảm kích, nói anh Lâm Thanh Diện, cảm ơn anh. Không có gì đâu, chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Lâm Thanh Diện đáp, Lưu Ly do dự một chút, sau đó như đã hạ quyết tâm. Trực tiếp kéo khăn tảm trên người xuống, sau đó ôm lấy Lâm Thanh Diện. Anh Lâm Thanh Diện, đại ân đại đức của anh Lưu Ly không gì báo đáp, bây giờ chỉ có thể dùng cách này, hy vọng anh Lâm Thanh Diện sẽ không chê Lưu Ly. Chương 1135, lời mời giả dối. Lâm Thanh Diện bị sững sờ trước phản ứng bất ngờ của Lưu Ly, làm thế nào anh cũng không ngờ đến, Lưu Ly lại đột nhiên cởi khăn tắm trên người ra, hơn nữa còn ôm lấy mình. Cảm nhận được nhiệt độ trên cơ thể Lưu Ly, và sự mềm mại khó hiểu, cả người Lâm Thanh Diện cứng đờ. Bây giờ thậm chí anh còn không dám cúi đầu nhìn Lưu Ly đang ôm lấy mình, cũng không dám dùng tay đẩy cô ta ra, dù sao Lưu Ly bây giờ có thể nói là không mảnh vải che thân, nếu như chạm phải trỏ không nên chạm phải thì rất ngại ngùng. Anh Thanh Diện, chúng ta, đi đến giường bên kia đi, khuôn mặt Lưu Ly ngượng ngùng, đỏ ửng lên tiếng. Lâm Thanh Diện khẽ ho một tiếng, nói cô buông tôi ra, tôi không cần cô dùng cách này để báo đáp tôi. Lưu Ly đột nhiên trở nên lo lắng nói, anh Thanh Diện, là em không đủ quyển rũ sao? Em thật sự muốn giao bản thân mình cho anh Thanh Diện, để báo đáp ân tình của anh Thanh Diện. Lâm Thanh Diện hít một hơi thật sâu, nói, không liên quan đến điều này, cô mau buông tôi ra, nếu không đừng trách tôi không khách khí. Lưu Ly thấy Lâm Thanh Diện không giống như đang nói đùa, đột nhiên cũng có chút do dự suy nghĩ Lâm Thanh Diện có thể thật sự sẽ tức giận. Cuối cùng cô ra cũng buông tay Lâm Thanh Diện ra, Lâm Thanh Diện không thèm liếc nhìn Lưu Ly, đi thẳng ra ngoài cửa. Sau khi đi đến cửa, anh quay lưng lại với Lưu Ly, nói thời gian không còn sớm nữa, cô đi ngủ sớm đi. Nói xong, anh rời khỏi đây. Trên khuôn mặt Lưu Ly tràn đầy sự thất vọng nhìn về hướng Lâm Thanh Diện rời đi, trong ánh mắt hiện lên sự u sầu từ nhỏ cô ta đã bị xem như là một sao chổi, vì vậy lớn như vậy, căn bản chẳng có thứ gì giá trị, chỉ có cơ thể của mình. Còn được xem là chân quý, cô ta cứ nghĩ có thể dùng bản thân mình để trả ơn Lâm Thanh Diện, nhưng ai có thể ngờ được, Lâm Thanh Diện lại không hề cảm kích. Trên mặt cô ta hiện lên sự buồn bã, sau đó bất lực thở dài, nhặt khăn tảm trên mặt đất lên, đi vào phòng. Sau khi Lâm Thanh Diện quay lại phòng của mình, cũng im lặng thở dài một tiếng, là một người đàn ông bình thường,
gặp phải tình huống lúc nãy, anh sao? Có thể không có phản ứng chứ? Nhưng anh không thể làm chuyện đó với Lưu Ly, hiện giờ Hứa Bích Hoài Vân còn hôn mê chưa tỉnh lại, nếu như anh thật sự làm chuyện đó, thì sao có thể xứng đáng với Hứa Bích Hoài chứ? Anh lau mồ hôi trên trán, lẩm bẩm, xem ra sau này không thể tùy tiện vào phòng Lưu Ly, lần sau trước khi vào phòng nhất định phải dùng thần niệm đế nhìn trước, nếu không thì quá nguy hiểm rồi. Buổi chiều ngày hôm sau, Lâm Thanh Diện đang tu luyện ở trong phòng, lúc này bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân, Lâm Thanh Diện đột nhiên mở mắt ra, dùng thần niệm nhìn, phát hiện người đến là Lưu Văn Hùng. Anh trực tiếp từ trên giường đi xuống, đi đến cửa, vào lúc Lưu Văn Hùng định gõ cửa, lập tức cửa mở ra Lưu Văn Hùng bị dọa sợ, vội vàng lùi về sau hai bước, sau nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh Diện, cười nói anh thật sự quá dọa người dí ban ngày đó. Nếu như là buổi tối, có lẽ đã bị anh dọa sợ chết rồi. Lúc này vẫn còn là Lâm Thanh Diện lạnh mặt nhìn anh ta nói, anh lại muốn làm gì? Lẽ nào anh lại muốn bị dọa sợ đến mức tè ra quần? Lưu Văn Hùng vội vàng cười nói, không, 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 anh hiểu nhầm rồi, tôi đến tìm anh, thực sự muốn rời anh tối nay ăn một bữa cơm, thuận tiện xin lỗi anh chữa khỏi bệnh cho mẹ của Lưu Ly, đối với nhà họ Lưu chúng tôi mà nói cũng xem là ân nhân. Tôi đương nhiên không thể gây trở ngại cho anh, tôi đến đây là để mời anh. Lâm Thanh Diện nghi ngờ nhìn anh ta, hỏi, anh có thể tốt bụng như vậy sao, mời tôi ăn cơm. Lưu Văn Hùng vội vàng nói, anh đừng nghĩ nhiều, tôi thật sự muốn mời anh ăn cơm để xin lỗi anh. Lâm Thanh Diện nghĩ dù sao tối nay mình cũng không làm gì, đồng ý với Lưu Văn Hùng cũng không sao, cho dù Lưu Văn Hùng muốn gây phiền phức cho mình, anh cũng không cần lo lắng điều gì. Dù sao còn có thể xem như để giải trí. Được, vậy tôi cùng ăn cơm với anh, Lâm Thanh Diện nói thấy Lâm Thanh Diện đồng ý, trên khuôn mặt Lưu Văn Hùng đột nhiên hiện lên sự phấn khích, nhưng rất nhanh đã bị anh ta thu lại đương nhiên anh ta sẽ không tốt bụng chạy đến đây để xin lỗi Lâm Thanh Diện, anh ta hận không thể giết chết Lâm Thanh Diện thì có. Bây giờ anh ta đến đây mời Lâm Thanh Diện ăn cơm cũng là vì anh ta có được tin tức từ một người bạn. Anh trai của người bạn kia là quân nhân hôm nay trở về người ta đồn anh trai của người bạn này là bộ đội của một đơn vị thân bí và mạnh nhất nước C, một thành viên của thần Long Vệ, rất lợi hại, sau khi Lưu Văn Hùng nghe thấy, lập tức nói chuyện với người bạn kia, đợi anh trai của cậu ta đến, bọn họ sẽ nghĩ cách để anh trai của cậu ta đánh cho Lâm Thanh Diện một trận, như vậy mới có thể chút giận được vì để có thể báo thù được Lâm Thanh Diện. Nhân nhịn nhất thời là điều cần thiết, vì vậy Lưu Văn Hùng bây giờ mới thấp giọng nói chuyện với Lâm Thanh Diện. Vậy bây giờ chúng ta đi thôi, tôi đã hẹn mấy người bạn, bây giờ cũng đã đến giờ ăn cơm rồi, đúng lúc qua đó là có thể ăn cơm, Lưu Văn Hùng cười nói. Lâm Thanh Diện gật đầu, đi ra ngoài cùng với Lưu Văn Hùng. Lưu Văn Hùng mở cửa xe mình ra, là một chiếc xe thể thao đắt tiền, gia đình nhà họ Lưu là gia tộc hàng đầu thành phố Bạch Sơn, còn có không ít nội tình. Sau khi lên xe, Lưu Văn Hùng dẫn theo Lâm Thanh Diện đi về phía nhà hàng mà anh ta đã đặt trước. Mặc dù thành phố Bạch Sơn không bằng các thành phố lớn, nhưng với sự phát triển của đất nước, trình độ kinh tế ở đây cũng không lạc hậu. Khách sạn lớn, quán rượu, KTV, trung tâm thương mại đều có, đến tối, trên các con đường của thành phố Bạch Sơn cũng trở nên náo nhiệt, sôi động. Không lâu sau, Lưu Văn Hùng dừng xe trước khách sạn tốt nhất ở thành phố Bạch Sơn. Hai người xuống xe, đã có mấy nam nữ ăn mặc thời thượng đợi ở bên đó. Lưu Văn Hùng dẫn Lâm Thanh Diện đi về phía mấy người kia, cười nói, các bạn, tôi đến có chút muộn. Để mọi người đợi lâu rồi. Để tôi giới thiệu với mọi người, đây là Lâm Thanh Diện, là bạn của Lưu Ly. Anh ta vừa nói ra câu này, ánh mắt của tất cả mọi người đều hướng về Lâm Thanh Diện, trên mặt đều hiện lên sự chán ghét không hề che giấu. Lưu Ly ở trong mắt bọn họ giống như Vận Hạn vậy, bạn của Lưu Ly đương nhiên cũng không có gì tốt. Mấy nữ sinh thậm chí còn lùi về phía sau hai bước, sợ Lâm Thanh Diện đem theo sự xui xẻo. Cậu Lưu, sao cậu lại đưa tên tiểu tử như này đến đấy? Có thể làm bạn với Lưu Ly, chắc chắn cũng không phải là người tốt. Anh dẫn anh ta tới, bữa cơm hôm nay của chúng ta phải ăn như thế nào? Một cô gái trang điểm tinh tế ghét bỏ nói. Lưu Văn Hùng nhìn thấy phản ứng của mọi người, trong lòng liền cảm thấy đắc ý, anh ta chính là muốn để cho Lâm Thanh Diện cảm thấy xấu hổ mới cố ý nói như vậy. Tiểu Mỹ, đừng nói như vậy, Lâm Thanh Diện đã chữa khỏi bệnh cho mẹ của Lưu Ly, anh ấy là ân nhân của nhà họ Lưu chúng tôi, hơn nữa tôi khẳng định ở cùng với anh ấy. Không hề xui xẻo, Lưu Văn Hùng nói. Lúc này mọi người mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng ánh mắt nhìn Lâm Thanh Diện vẫn tràn đầy sự kinh thường. Cô gái tên Tiếu Mỹ liếc nhìn Lâm Thanh Diện, lẩm bẩm, thật sự không còn lời nào để nói,
cái thứ ở thùng rác cũng có thể chen chúc vào trong vòng của chúng ta, sớm biết như vậy, tối nay tôi đã không đến. Lưu Văn Hùng làm bộ giống như không nghe. Thấy lời thiếu Mỹ nói, chúng ta mau đi vào thôi, nếu không lát nữa sẽ hết cho đó. Mọi người cùng nhau đi vào trong. Một thanh niên bằng tuổi với Lưu Văn Hùng đi đến bên cạnh Lưu Văn Hùng, người này tên là Tôn Kỳ, chính anh trai của anh ta đã gia nhập vào Thần Long Vệ. Tôn Kỳ liếc me với Lưu Văn Hùng, trên mặt hai người đột nhiên lộ ra một nụ cười xấu xa. Chương 1136, uống rượu. Trong phòng bao của nhà hàng, nhóm của Lưu Văn Hùng ngồi ở bàn trước, làm thanh diện tìm một chỗ ở trong góc, định ngồi xuống. Lúc này, cô gái ngồi bên cạnh lập tức nói, anh không được ngồi ở đây. Tôi sợ anh sẽ đem xui xẻo đến cho tôi. Lâm Thanh Diện có chút không còn gì để nói, nhưng cũng không nói gì, định tìm một chỗ khác để ngồi xuống. Nhưng một người ở phía khác cũng vội vàng nói, tôi cũng sợ xui xẻo, anh đi tìm chỗ khác ngồi đi. Lúc này tất cả mọi người đều nhìn Lâm Thanh Diện với ánh mắt cảnh giác, sợ anh ngồi xuống bên cạnh bọn họ. Lưu Văn Hùng nhìn thấy cảnh tượng này, trên khuôn mặt cũng lộ ra nụ cười vui vẻ, anh ta giả vờ không nhìn thấy. Muốn để Lâm Thanh Diện xấu hổ thêm một chút. Lâm Thanh Diện nhếch miệng, nói, nếu đã như vậy, vậy tôi cũng không cần thiết phải ở đây ăn cơm nữa, mọi người ăn đi. Nói xong, anh đang định quay người rời đi, Lưu Văn Hùng vội vàng hét lên, đừng, 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 Lâm Thanh Diện, anh qua đây ngồi bên cạnh tôi không ghét bỏ anh. Anh ta lập tức đứng dậy, kéo Lâm Thanh Diện lại, để anh ngồi xuống bên cạnh mình, mà bên kia chính là Tôn Kỳ. Lúc Lâm Thanh Diện nhìn thấy cảnh này, trong lòng đã đoán được hôm nay Lưu Văn Hùng gọi mình đến căn bản không phải để xin lỗi, có lẽ anh ta đã nghĩ xong phải đối phó với mình như thế nào. Đã như vậy, anh không cần thiết phải rời khỏi đây. Ngược lại anh muốn xem Lưu Văn Hùng này có thể nghĩ ra cách gì để đối phó với mình. Lâm Thanh Diện, thật sự xin lỗi, danh tiếng của Lưu Ly ở chỗ cũng tôi thật sự quá kém. Vì vậy mọi người đều sợ cô ấy, anh đừng để trong lòng nhé. Lưu Văn Hùng giả vờ an ủi nói. Lâm Thanh Diện cười nói. Đương nhiên rồi. Lưu Văn Hùng cầm lấy menu, gọi một vài món, gọi một ít rượu, sau đó bè đầu kể cho mọi người nghe chuyện lúc Lâm Thanh Diện chữa bệnh cho mẹ Lưu Ly đã xảy ra chuyện gì. Sau khi mọi người nghe xong chuyện này, biểu cảm trên khuôn mặt đối với Lâm Thanh Diện quả thật có chút kính phục, thực ra trong lòng Vân còn có thành kiến rất lớn với anh. Danh tiếng của Lưu Ly ở thành phố Bạch Sơn này đã lan truyền hơn 20 năm, là bạn của Lưu Ly, mọi người sao có thể dễ dàng chấp nhận anh chứ. Đồng thời, Lưu Văn Hùng cũng gửi một tin nhắn trong nhóm chat của bọn họ. Hôm nay tôi nói muốn xin lỗi anh ấy, thực ra là lừa anh ta thôi, tên tiểu tử này ngày hôm đó đã làm tôi sợ hãi tột độ, mối thù này nhất định phải báo, đợi lát nữa các cậu phải ra sức chuốc rượu anh ta, phải khiến anh ta say khướt, tối mát muốn làm gì anh ta thì làm. Mọi người lân lượt cầm điện thoại lên nhìn tin nhắn và Lưu Văn Hùng vừa gửi, trên mặt cũng lộ ra một nụ cười xấu xa. Rõ ràng rất ủng hộ kế hoạch này của Lưu Văn Hùng, nhưng bọn họ không hề biết Lâm Thanh Diện đã dùng thần niệm nhìn thấy nội dung đoạn tin nhắn này. Trên mặt Lâm Thanh Diện cũng nở nụ cười, nếu như đây chính là thủ đoạn mà Lưu Văn Hùng muốn dùng để đối phó anh, vậy cũng quá đơn giản rồi. Mọi người nhìn thấy Lâm Thanh Diện cười, trong lòng còn cảm thấy anh ngốc, lát nữa anh sẽ bị chỉnh, kết quả tên tiểu tử này còn ngốc nghếch nở một nụ cười. Không lâu sau, đồ ăn và rượu mà Lưu Văn Hùng gọi đã lên. Lưu Văn Hùng trực tiếp rót cho Lâm Thanh Diện ở bên cạnh một cốc rượu, cười nói, Lâm Thanh Diện, vì để biểu bạt sự xin lỗi của tôi với anh, tôi kính anh một ly, nếu như anh tha thứ cho tôi, thì hãy uống cạn ly rượu trước mặt, sau này chúng ta là bạn, thế nào? Lâm Thanh Diện cười, nói, được. Cầm ly rượu mà anh ta vừa đặt trước mặt mình lên, uống cạn. Lưu Văn Hùng vì muốn chuốc Lâm Thanh Diện say, đã gọi rượu trang với nồng độ cao. Chiếc ly anh ta dùng để rót rượu cho Lâm Thanh Diện là ly thủy tinh dùng để uống rượu. Anh ta hoàn toàn không ngờ đến, Lâm Thanh Diện lại uống cạn cả ly này mà không cần suy nghĩ. Hơn nữa nhìn dáng vẻ của Lâm Thanh Diện, dường như hoàn toàn không có chút áp lực nào. Anh ta nhìn chăm chăm vào Lâm Thanh Diện mấy giây, sau khi phản ứng lại, liếc nhìn ly rượu của mình, đột nhiên có chút do dự. Lâm Thanh Diện nhìn chăm chăm vào anh ta, nói thế nào, rượu của tôi đã uống hết rồi. Đây là anh kính tôi, còn chờ đợi gì nữa? Lưu Văn Hùng ngượng ngùng cười, sau đó vội vàng uống hết ly rượu trong tay mình. Vốn dĩ nồng độ của rượu này rất cao, đột nhiên uống nhiều như vậy, cay đến mức anh ta trực tiếp nôn ra. Anh ta không thể tin được nhìn Lâm Thanh Diện, hoàn toàn không ngờ đến tên tiểu tử này tại sao uống nhiều rượu như vậy mà không xảy ra chuyện gì. Nhưng anh ta không hề lo lắng, ở trong phòng anh ta có mười mấy người, đợi lát nữa mọi người đều kính rượu Lâm Thanh Diện, bọn họ chỉ là mỗi người uống một ly. Còn Lâm Thanh Diện một mình phải uống mười mấy ly. Uống nhiều rượu như vậy,
cho dù thân tiên chắc chắn cũng sẽ không trụ được. Quả nhiên, không lâu sau, mọi người làm theo. Kế hoạch đã được định trước, bè đầu lần lượt kính rượu Lâm Thanh Diện, không ít người thậm chí còn đã nghĩ xong lý do thoái thác, nếu như Lâm Thanh Diện không uống, thì chính là không nể mặt bọn họ. Mà Lâm Thanh Diện không từ chối bất kỳ lời kính rượu của ai, cho dù là ai kính, anh đều nhận. Một lúc sau, trước mặt anh đã có 3 chai rượu trắng. Tất cả mọi người đều không thể tin được nhìn Lâm Thanh Diện, có một số người không chịu được. Nồng độ của rượu, chỉ uống một ly đã bè đầu choáng váng, mà Lâm Thanh Diện hoàn toàn không có chuyện gì, thậm chí bọn họ còn có chút nghi ngờ rượu của Lâm Thanh Diện là nước hay là rượu rất nhanh. Tất cả mọi người đều uống rượu cùng Lâm Thanh Diện, Lưu Văn Hùng có chút đau đầu, anh ta không ngờ tửu lượng của Lâm Thanh Diện lại tốt như vậy, uống nhiều rượu trang như vậy mà không say. Tên tiểu tử này đã uống nhiều như vậy, không thể không có chuyện gì, có khả năng anh ta có thể chất đặc biệt, rượu ngấm chậm, nói không chừng một lúc nữa anh ta sẽ ngã xuống đất. Trong lòng Lưu Văn Hùng lẩm bẩm nói, Lâm Thanh Diện thấy mọi người không kính rượu mình nữa, vì vậy chủ động tìm mọi người uống rượu, cũng là một lần một ly, mọi người bị Lâm Thanh Diện uống đến mức cảm thấy ngứa đầu. Không lâu sau, mọi người ở trên bàn đều đã có chút phê. Lưu Văn Hùng và Tôn Kỳ liếc nhìn nhau, nếu như cứ như vậy, kế hoạch tối nay của bọn họ có thể sẽ thất bại. Lưu Văn Hùng chắc chắn Lâm Thanh Diện chỉ là rượu ngậm chậm, vì vậy sau một lúc suy nghĩ, anh ta nhìn mọi người, nói các vị, chúng ta đợi sau khi ăn uống xong, đi đến KTV đi, tôi thấy Lâm Thanh Diện chưa được uống thỏa mãn, chúng ta đợi đến đó rồi uống tiếp. Mọi người đều gật đầu, dù sao bọn họ cũng không muốn uống rượu cùng Lâm Thanh Diện nữa. Lưu Văn Hùng nhìn Lâm Thanh Diện nói, Lâm Thanh Diện, anh không có vấn đề gì chứ? Uống nhiều rượu như vậy, lát nữa đi KTV có lẽ không sao đúng không? Lâm Thanh Diện cười, nói, không sao, đã muốn chơi, vậy thì hôm nay tôi sẽ cùng mọi người chơi thỏa thích. Lưu Văn Hùng gật đầu, trong lòng cũng hạ quyết tâm, cho dù hôm nay Lâm Thanh Diện có bị chuốc say, hay không, anh ta cũng phải nghĩ cách giáo huấn anh một trận. Chương 1137, cậu ta mà có thể được gọi là bác sĩ á. Lúc này Lưu Văn Hùng nhìn dáng vẻ của Lâm Thanh Diện ở trước mặt, trong lòng thì cảm thấy đâm lao thì phải theo lao, dù sao thì hiện tại chính bản thân mình cũng đã uống không ít, bây giờ đã hơi chóng mặt rồi, nếu như tiếp tục uống như vậy, chỉ sợ là không đợi Lâm Thanh Diện gục ngã là anh ta phải đi trước một bước. Không được, không thể như thế này được, ngày hôm nay vẫn còn chưa xử lý thằng nhóc Lâm Thanh Diện này, làm sao anh ta có thể từ bỏ ý đồ được chứ? Quét mắt một vòng nhìn đám người trước mà, nhìn thấy tất cả mọi người đã lộ ra vẻ mặt khó xử. Trong nháy mắt Lưu Văn Hùng cười nói, mọi người này, tôi thấy là mọi người cũng đã uống khá nhiều rồi, đừng chỉ uống không, ngày hôm nay tôi chọn đều là thức ăn ngon, dùng bữa đi. Nghe thấy lời nói của Lưu Văn Hùng, cuối cùng những người ở đây mới có bộ dạng như chút được gánh nặng, đồng loạt bỏ ly rượu trong tay xuống. Dù sao thì bọn họ đều không chịu nổi rồi, nếu như tiếp tục uống hết, chắc chắn là ngay cả sức lực đứng lên mà bọn họ cũng không có. Lưu Văn Hùng nhìn Lâm Thanh Diện đang ở bên cạnh mình. Trong mắt tràn đầy oán hận. Con mẹ nó, coi như vận may của thằng nhóc này tốt, có thể uống như vậy, nhưng mà có thể uống thì như thế nào chứ? Đợi một lát nữa tôi có trăm phương ngàn kế để cậu chết ở trong tay của tôi. Lưu Văn Hùng hãng giọng một cái, lại bắt đầu thổi phồng, y thuật của Lâm Thanh Diện với đám người ngồi ở phía đối diện. Ý tứ trong lời nói của anh ta rõ ràng là muốn những người này tiếp tục tìm cơ hội để làm nhục Lâm Thanh Diện. Ôi chao, y thuật của anh Lâm đúng là xuất quỷ nhập thần. Nghe thấy câu nói này của Lưu Văn Hùng, nhìn biểu cảm ở trên mặt của Lưu Văn Hùng, Tiểu Mỹ đang ngồi đó phát ra một tiếng cười lạnh xem thường. Dù sao thì từ lúc bè đầu cô ta đã cảm thấy khó chịu với Lâm Thanh Diện, trực tiếp mở miệng châm chọc nói, ha ha, bộ dáng như thế này mà cũng dám xưng là bác sĩ nữa hả? Tỏi nhìn thấy anh ta căn bản chính là vận khí tốt mèo mù đụng phải chuột chết, cho nên mới chữa được khỏi bệnh, nếu như ngày hôm đó anh ta làm chết người, vậy thì trách chết tới nơi rồi. Dù sao thì bác sĩ cũng là một cái nghề có thế diện, sao lại có dáng vẻ nghèo rất mồng tơi giống như anh ta được chứ? Nghe thấy lời nói của Tiểu Mỹ, trong lòng của Lưu Văn Hùng phải gọi là vui vô cùng, kiềm chế cảm xúc, chờ đợi những người khác tiếp tục làm nhục Lâm Thanh Diện. Dù sao thì ngày hôm nay anh ta chính là muốn Lâm Thanh Diện phải khó xử. Mà đám người còn lại nghe thấy Tiểu Mỹ nói ra những lời này, tất cả cũng đánh giá Lâm Thanh Diện từ trên xuống dưới một lần nữa. Sau khi nhìn thấy bộ quần áo mặc ở trên người của Lâm Thanh Diện, tất cả đều lộ ra vẻ mặt mỉa mai. Bọn họ là một đám phú nhị đại, bây giờ tụ tập ở đây cũng coi như là người có hiểu biết.
nhưng mà cái loại quỷ nghèo kiết xác giống như là Lâm Thanh Diện thế mà lại nhận được thư mời đến đây tham gia, chuyện này đối với bọn họ mà nói quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Anh Lưu, sao ngày hôm nay anh lại mời cái thằng nhóc này đến đây vậy? Cậu ta mà có thể được gọi là bác sĩ á? Tôi thấy chắc chắn là cậu ta lừa anh rồi, chắc chắn là cậu ta là một tên ăn xin ở ven đường, ngày hôm nay muốn ăn cơm chùa cho nên mới nói với anh cậu ta là bác sĩ, chính là muốn đến đây để ăn ké một bữa cơm. Tôi khuyên anh và nên mau chóng đuổi cậu ta đi ra ngoài đi. Đúng vậy đó, cái tên này sao có thể xứng ngồi cùng một trò với chúng ta được, anh ta ngồi ở đây tôi ngại bẩn đây này. Bảo vệ đâu rồi, bảo vệ ở đâu rồi? Nhanh chóng gọi bảo vệ đến đuổi cái thằng nhóc đi ra ngoài đi, nếu như bây giờ cậu ta không có tiền ăn cơm thì tôi có thể thương hại cậu ta, bố thí cho cậu ta mấy đồng tiền để cậu ta đi sang bên cạnh mua mấy cái bánh bao mà ăn. Ha ha ha, con người như thế này mà còn có thể ăn bánh bao nữa hả? Tôi thấy anh ta cũng chí xứng đi dành ăn với mấy con chó hoang ở ven đường mà thôi. Trong lúc nhất thời toàn bộ những người ở trong phòng đều bắt đầu mở miệng chào phúng Lâm Thanh Diện mà lúc này, Lưu Văn Hùng đứng ở sau lưng Lâm Thanh Diện nghe thấy những lời nói lạnh nhạt của những người xung quanh, trong bụng nở hoa mà Lâm Thanh Diện nghe thấy lời nói của những người xung quanh, trong lòng của anh chỉ có khinh thường dày đặc. Đường đường là một con hổ dữ, há có thể tự hạ thấp thân phận của mình để phân cao thấp với bọn họ. Sự giễu cợt và trào phúng của đám người này đối với anh mà nói càng giống như là con kiến đang dương nanh múa vuốt ở trước mặt con voi, quả thật buồn cười. Trong cách nhìn của Lâm Thanh Diện, nếu như ngày hôm nay Lưu Văn Hùng mời anh đến đây vỏn vẹn chí để những người này dùng miệng mà làm nhục anh, vậy thì Lưu Văn Hùng cũng chẳng ra cái giống gì, anh đang chờ xem bước tiếp theo của Lưu Văn Hùng là cái gì sau khi Lưu Văn Hùng bày ra tất cả những mánh khóe của mình, nếu như không có thú vị gì, thì cứ coi như kết thúc đi lúc này. Lưu Văn Hùng nhìn thấy tất cả những người xung quanh cơ bản đối xử với Lâm Thanh Diện không khác mấy, trong nháy mắt liền quay đầu, lại ném một ánh mắt với Tôn Kỳ mang theo nụ cười lạnh đây mặt ngồi ở bên cạnh. Mà giờ phút này, Tôn Kỳ vừa nhìn thấy vẻ mặt của Lưu Văn Hùng thì ngay lập tức hiểu rõ ngay. Dù sao thì trước đó bạn họ đã thương lượng xong rồi, phải thừa dịp bữa tiệc ngày hôm nay mà cho Lâm Thanh Diện một bài học nhớ đời, nói cho thằng nhóc này biết là sau này làm người không thể phách lối như vậy được. Tôn Kỳ lập tức đứng dậy từ trên ghế, trên mặt tràn đầy nụ cười đi đến bên cạnh Lâm Thanh Diện, vươn một cái tay ra với Lâm Thanh Diện, mở miệng nói, xin chào, tôi tên là Tôn Kỳ, là bạn của Lưu Văn Hùng. Ngày hôm nay rất hân hạnh được biết anh. Lúc này, Lâm Thanh Diện nghe thấy câu nói này vang lên ở bên tai, chỉ chậm rãi ngẩng đầu lên nhẹ nhàng liếc qua Tôn Kỳ, không hề có ý muốn đưa tay ra. Tôi không hân hạnh, Lâm Thanh Diện lạnh nhạt đáp lời lại nhìn tư thái của Lâm Thanh Diện. Trong nháy mắt tất cả phú nhị đại ở xung quanh đều bắt đầu huýt sáo, theo suy nghĩ của bọn họ, Lâm Thanh Diện phách lối nói như vậy, đây quả thật là đang đánh vào. Trong mặt của Tôn Kỳ rất là mạnh, dù sao thì bọn họ đều biết Tôn Kỳ, biết gần đây Tôn Kỳ vừa mới trở về sau khi tham gia quân ngũ, đây chính là người luyện võ chân chính toàn thân trên dưới Tôn Kỳ đều là cơ bắp mạnh mẽ, so sánh với Lâm Thanh Diện đối lập rõ ràng, chẳng phải chỉ cần một năm đấm là có thể đánh thằng nhóc trước mất chết tươi à. Trên mặt tất cả mọi người đều tràn đầy hưng phấn nhìn cảnh tượng xảy ra trước mắt, bọn họ đều đang chờ đợi Tôn Lì dạy dỗ thằng nhóc Lâm Thanh Diện một trận lúc này, vốn dĩ Tôn Kỳ muốn thừa dịp lúc bắt tay với Lâm Thanh Diện rồi cho Lâm Thanh Diện một bài học, nhưng mà chỉ nhìn thấy Lâm Thanh Diện thế mà ngay cả chút ý tứ để ý tới anh ta cũng không có, trong nháy mắt cảm giác vô cùng mất mặt, trên mặt viết đầy sự giận dữ. Nhìn chăm chú vào Lâm Thanh Diện, cân răng gặn ra một câu từ trong miệng. Thằng nhóc kia đang ra vẻ với ai thế? Có ngon thì lặp lại lần nữa. Lâm Thanh Diện cười lạnh, anh đã biết rồi, xem ra là món chính ngày hôm nay Lưu Văn Hùng chuẩn bị cho anh cũng chỉ là người đàn ông có dáng người cường tráng ở bên cạnh mình mà thôi. Trong lòng của anh tràn đầy khinh thường, nếu như Lưu Văn Hùng cho rằng như thế này có thể xử lý mình, vậy thì cũng quá coi thường mình rồi. Anh cút ra xa một chút đi, tốt nhất đừng có nên chọc tôi, Lâm Thanh Diện nói. Chương 1138, đơn thuần là không muốn để ý đến anh mà thôi, anh. Tôn Kỳ nghe thấy lời nói này từ trong miệng của Lâm Thanh Diện, trong nháy me cả khuôn mặt tức giận đến đỏ bừng, anh ta đã hoàn toàn bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Anh ta thật sự không ngờ tới cái đồ rác rưởi, không ra hình dạng như Lâm Thanh Diện lại còn dám nói năng lỗ mãng với anh ta như thế, đây quả thật là không cho anh ta chút mặt mũi nào. Câu nói lúc nãy của Lâm Thanh Diện vừa mới dứt lời, tất cả những phú nhị đại ở xung quanh ngay lập tức trở nên hưng phấn, tất cả bè đầu liêu mạng châm ngòi thổi gió. Ôi trời, ngầu quá đi thôi, tôi thích loại người thăng thản như thế này.
Tôn Kỳ, thằng nhóc này lại dám nói với anh như vậy, anh còn đang kiềm chế cái gì nữa, còn không tranh thủ giáo huấn anh ta một trận đi. Tôi thấy là dựa vào tính tình của Tôn Kỳ, ngày hôm nay thằng nhóc này sẽ bị ném ra ngoài, nếu không thì sao anh ta còn có mặt mũi lăn lộn với chúng ta nữa. Ánh mắt của đám người này, sự chênh lệch về cơ thể giữa Lâm Thanh Diện và Tôn Kỳ vẫn còn đặt ở đó, cho dù bọn họ có làm như thế nào cũng không tin Lâm Thanh Diện có thể đánh thắng được Tôn Kỳ. Thằng nhóc, anh muốn chết à? Lúc nghe thấy những lời nói châm ngòi thổi gió của Phú Nhị Đại ở xung quanh, trong nháy mắt Tôn Kỳ cũng đã nổi giận, một cái tay muốn hung hăng đánh lên trên đầu của Lâm Thanh Diện. Mà đúng lúc này nói thì chậm xảy ra thì nhanh, không có ai thấy rõ ràng Lâm Thanh Diện cử động như thế nào, chỉ nhìn thấy anh vươn một cái tay ra nắm chặt lấy bàn tay đang hướng về phía mình của Tôn Kỳ. Nhìn thấy Lâm Thanh Diện khinh thường khi đối mặt với mình như thế, trong lòng của Tôn Kỳ lại càng tức giận hơn nữa, xem ra không thể dùng một quyền mà chơi chết thằng nhóc này được rồi. Đây quả thật là quá tiện nghi cho anh ta, hiện tại Tôn Kỳ chỉ muốn hung hãng đùa bỡn thằng nhóc này một phen, làm nhục anh ta, cuối cùng đánh cho anh ta chết tươi ở đây. Trong phút chốc anh ta biến năm đấm của mình trở thành một chưởng, một bàn tay nắm chặt lấy bàn tay đang đưa qua của Lâm Thanh Diện, ban đầu anh ta muốn giả vờ mượn cớ nắm tay với Lâm Thanh Diện. Sau đó để Lâm Thanh Diện cảm nhận được cơn đau đớn kịch liệt đến mức phải cầu xin anh ta tha thứ, mất mặt ở trước mặt của tất cả mọi người, tùy ý để bọn họ hung hãng nhục nhã, bây giờ Lâm Thanh Diện lại đấu lại một năm đấm như thế này, cũng có thể nói trung ý của Tôn Kỳ. Hai bàn tay chạm vào nhau, trong nháy mắt khóe miệng của Tôn Kỳ lại hiện lên một nụ cười lạnh, dường như anh ta đều có thể nhìn thấy một giây tiếp theo dáng vẻ của Lâm Thanh Diện nhe răng trợn mắt không ngừng cầu xin tha thứ với mình. Chờ đến lúc đó chính là lúc để anh ta làm nhục cái thằng nhóc này, lúc nãy lại dám nói năng thô lỗ với anh ta như thể à, hít một hơi sâu, trong nháy mắt sắc mặt của anh ta thay đổi, bởi vì anh ta đã cảm thấy thứ mà mình đang cầm không phải là bàn tay của Lâm Thanh Diện, giống như là một tấm sát, tùy ý dùng lực trên tay của anh như thế nào cũng đều không có cách nào động đậy nửa phần, trên mặt của Lâm Thanh Diện cũng là vẻ hờ hững, làm gì có bộ dạng bị đau, ngay lập tức cảm thấy không thể vô thức gia tăng sức mạnh của đôi tay. Nhưng mà Lâm Thanh Diện chỉ lại dùng một cái tay khác bưng ly nước ở trước mặt nhẹ nhàng nhấp một ngụm. Nhìn thấy cảnh tượng này, tất cả Phú Nhị Đại ở xung quanh bao gồm đã Lưu Văn Hùng đều phải mở to hai mã mà nhìn. Lưu Văn Hùng trực tiếp kêu lên với Tôn Kỳ, Tôn Kỳ, anh còn đứng ngây ra đó làm gì nữa? Còn không nhanh chóng xuất lực đi, trực tiếp quật ngã thằng nhóc này, còn giữ tay làm cái gì nữa? Đúng vậy đó, anh nhanh chóng cho thằng nhóc này quỳ xuống nói xin lỗi với anh. Tốt nhất là dập đầu mấy cái với anh, nếu như anh ta chịu dập đầu, nói không chừng đến lúc chúng ta ăn cơm xong xuôi rồi vân còn lại cơm thừa còn có thể để cho anh ta đóng trên tay của mình. Nhưng mà Lâm Thanh Diện cũng chỉ mang theo nụ cười ở trên mặt, quay đầu lại nói một câu với anh ta, làm sao vậy? Anh chưa ăn cơm nữa hả? Dùng thêm chút sức nữa đi, tôi đâu có cảm thấy cái gì đâu nào. Anh nói cái gì? Nghe thấy câu nói này của Lâm Thanh Diện, trong nháy mắt Tôn Kỳ gầm thét lên tiếng. Cho dù làm như thế nào anh ta cũng không tin thằng nhóc trước mắt lại có thể có sức lực để đối đầu với mình, đây là người à? Cản chặt hàm răng, một cái tay khác của mình cũng hung hăng giữ bàn tay của Lâm Thanh Diện lại, dùng hết sức bình sinh nhưng mà cho dù như thế nào trên mặt của Lâm Thanh Diện cũng chỉ treo nụ cười thản nhiên. Lúc nhìn thấy cảnh tượng trước me, những Phú Nhị Đại ở xung quanh rốt cuộc cũng đã có phản ứng lại, trên mặt của bọn họ đều là biểu cảm không thể tin được, chẳng lẽ là thật. Là Tôn Kỳ thật sự không có cách nào xử lý thằng nhóc này. Lúc nãy bọn họ cảm thấy thực lực của cả hai người chênh lệch xa nhau, cho nên mới ồn ào mở miệng. Bây giờ nhìn thấy Lâm Thanh Diện rõ ràng đã chiếm thế thượng phong, bọn họ lập tức trợn tròn me, bắt đầu hai mặt nhìn nhau, thằng nhóc này có lai lịch gì? Tại sao lại có thế răng co với loại đàn ông mạnh mẽ như Tôn Kỳ? Trong lúc nhất thời tất cả mọi người bởi vì kinh ngạc vô cùng mà ngậm miệng lại. Nhưng mà lúc này Lưu Văn Hùng và còn chưa phản ứng lại. Phải biết rằng anh ta đã mong đợi giờ khắc này quá lâu rồi, lúc này anh ta chỉ muốn nhìn thấy dáng vẻ quỳ xuống đất cầu tha thứ của Lâm Thanh Diện. Anh ta không khỏi tiếp tục nói với Tôn Kỳ, anh còn đang chờ cái gì nữa hả? Anh nhanh chóng giáo huấn thằng nhóc này một phen đi. Trên mặt của Tôn Kỳ là mồ hôi rơi mưa, nghe thấy câu nói này của Lưu Văn Hùng, trong nháy mắt anh ta liên cảm thấy tức giận không có chỗ phát tiết. Cái thằng nhóc này đang đùa giỡn với mình à? Chẳng lẽ là anh ta nhìn không ra tình hình trước mặt được ư? Thế là quả quyết buông hai tay đang nắm chặt lấy bàn tay của Lâm Thanh Diện ra. Một giây sau, một tiếng bàn tay vô cùng giòn giã vang lên, trong phút chốc tất cả những người ở xung quanh đều trợn mắt há hốc mồm, không thể tin mà nhìn cảnh tượng này.
Tôn Kỳ lại ra tay đánh Lưu Văn Hùng một bạt tay. Lưu Văn Hùng là nhân vật chính, lúc này cũng ngơ ngác che mặt, một nửa bên má của anh ta đã trở nên đỏ bừng, đồng thời nó cũng sưng lên với tốc độ nhanh chóng bằng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được. Trên mặt của anh ta tràn đầy biểu cảm không thể tin, nhìn Tôn Kỳ trước mắt, anh ta căn bản cũng không biết tại sao Tôn Kỳ đột nhiên lại muốn đánh mình, anh ta mở miệng hỏi theo bản năng. Anh làm cái gì vậy? Tại sao anh lại đánh tôi? Anh câm miệng lại cho ông đây. Mẹ nó, ông đây có thể xử lý được còn cần anh phải nói nữa à? Anh bản lĩnh thì anh lên đi, Tôn Kỳ chỉ vào Lâm Thanh Diện, lớn tiếng quát lên với Lưu Văn Hùng. Mẹ nó, ông đây cũng đã dùng tiền mời đến đây rồi, anh không giúp ông đây làm việc, có tin là ông đây sẽ cho anh không thể lăn lộn ở ngoài đời được hay không hả? Lưu Văn Hùng nổi giận nói. Lâm Thanh Diện nhìn cảnh tượng này, dở khóc. Đờ cười, hai cái tên này không phải là vì đối phó mình mà đến đó à? Tại sao lại bắt đầu chiến tranh nội bộ với nhau rồi? Chương 1139, anh ta không thể động vào tôi. Tôn Kỳ ở chỗ Lâm Thanh Diện ăn thiệt, mặt mày tối sầm, bực tức trở về chỗ ngồi của mình, hà học nhìn đăm đăm vào Lâm Thanh Diện. Anh ta bất luận như thế nào cũng không tin, một thằng nhóc như này, sao có thể khi đối mặt với toàn bộ sức lực của mình vừa sử dụng ra, mặt vân không đổi sắc. Tôn Kỳ không ngu, lần giao thủ vừa rồi thì anh ta có thể cảm nhận được sự cách biệt về thực lực giữa mình và Lâm Thanh Diện. Ơ ó điều bây giờ anh ta vẫn có hơi không phục, không chừng là vì thằng nhóc này nhiều năm chuyển đồ, cho nên mới luyện được một thân sức lượng có thể địch lại anh ta. Nhưng nếu như thế, vậy thì như thế nào chứ? Bây giờ chỉ là đánh nhau, nhưng những kỹ năng giết người học được khi anh ta làm lính, thằng nhóc này một chút cũng không có y đến lúc đó, chỉ cần tìm một lý do gây chuyện. Khiến thằng nhóc này động thủ với anh ta, vậy anh ta còn không phải dễ dàng có thể đánh thằng nhóc này không chết thì tàn hay sao? Tôn Kỳ, ông đây nói chuyện với anh không nghe thấy à? Lưu Văn Hùng không đối phó được với Lâm Thanh Diện, nhưng đối phó với Tôn Kỳ đã tiêu tiền, vẫn là có lá gan rất lớn. Tôn Kỳ cũng hiểu, có tiền chính là ba của đạo lý, cũng không đáp lại, cúi đầu ăn cơm. Lưu Văn Hùng thấy Tôn Kỳ nhát chết rồi, trong lòng càng tức tối không thôi. Bản thân tỉ mỉ chuẩn bị cả nửa ngày, giờ lại phải thua như thế. Tôn Kỳ, anh là điếc rồi, hay là ngốc rồi? Lưu Văn Hùng đi qua cho Tôn Kỳ. Tôn Kỳ ngẩng đầu lên, vừa hay nhìn thấy nhân viên phục vụ, trong tay cầm một nồi canh vịt già, đi tới do vị trí Lâm Thanh Diện ngồi, vừa hay là sát cửa, mà chính vì như thế, nhân viên phục vụ ra vào. Vào đưa đồ ăn lên đều đi qua bên cạnh Lâm Thanh Diện. Sau khi quan sát thấy chi tiết này, Tôn Kỳ trong nháy mắt có kế sách trong lòng. Trực tiếp đưa tay đẩy Lưu Văn Hùng ra, làm gì hả? Anh tưởng có tiền là hay làm à, phải không? Lưu Văn Hùng hơi loạng choạng, ngã về phía sau, vừa hay đụng vào người của nhân viên phục vụ đó. Theo tiếng hô kinh ngạc của nhân viên phục vụ, cả một nồi canh nóng hôi hổi lập tức đổ về phía Lâm Thanh Diện. Lâm Thanh Diện thật ra đều luôn quan sát, tất cả mọi thứ trên bàn rượu, tự nhiên cũng chú ý tới động tác này của Tôn Kỳ. Lại nhìn nhân viên phục vụ đi qua bên phía mình. Khóe môi của anh bỏng nhếch lên lộ ra nụ cười lạnh, cái trò vặt vãnh này theo anh thấy thật sự là quá tệ rồi. Lâm Thanh Diện sớm có chuẩn bị, đối mặt với loại tình huống này, mũi chân điểm nhẹ trên mặt đất, liền mang theo chiếc ghế đang ngồi lui ra sau vài thước. Cùng lúc này, anh còn không quên nhấc một chân lên, không những vừa vặn tránh được một nồi canh nóng đang bốc khói đó, thậm chí nhân lúc canh trong bát chưa kịp đánh đổ thì một chân đã đá vào đít nồi một nồi canh vịt già đang bốc khói nghỉ ngút. Dưới sự khống chế tỉnh rượu của Lâm Thanh Diện, đổi một hướng bay về phía Tôn Kỳ đang ngồi nhìn một màn xảy ra trước mắt. Tôn Kỳ vốn dĩ trên mặt vừa xuất hiện nụ cười thì ngay lập tức biến thành sự khiếp sợ, hét lên một tiếng, muốn tránh ra sau. Nhưng, trong khoảnh khắc canh bay đến vừa rồi, vừa hay bị Lưu Văn Hùng che tầm nhìn, phản ứng của anh ta sao mà kịp. Xèo, một tiếng, trong nháy me cả nồi canh vịt, cứ như thế ha vào mặt của anh ta, lập tức trong cả sảnh đều có một mùi hương của thịt thối. Tôn Kỳ bị bỏng không nhẹ, lập tức lăn lộn trên đất. Vẻ mặt đau đớn một màn thảm thiết xảy ra trước mắt này rõ ràng bị dọa sợ rồi, tất cả mọi người trên bàn rượu, Lưu Văn Hùng vội đứng dậy, rảo bước chạy qua chỗ của Tôn Kỳ, vừa đỡ Tôn Kỳ từ trên đất dậy, vừa vô cùng quan tâm hỏi, như thế nào? Anh có bị gì nghiêm trọng không? Mà lúc này mặt mày Tôn Kỳ mang vẻ vô cùng đau đớn, ngay cả sức nói chuyện cũng không có. Lưu Văn Hùng thấy cảnh này lập tức gầm lên với Lâm Thanh Diện, đều là tại anh nhìn chuyện anh làm đi. Nếu không phải anh vì tránh nồi canh này sao có thể ha vào người của Tôn Kỳ, anh quá thật chính là đồ sao chổi.
mà tất cả phú nhị đại ở xung quanh cũng bắt đầu nói ra lời chỉ trích Lâm Thanh Diện. Đúng, đều là vì một cú đá của anh, mới khiến Tơn Kỳ Thành ra bộ dạng như này, chuyện này anh nên chịu toàn bộ trách nhiệm. Tôi thấy Tôn Kỳ quả thật là bị thương không nhẹ, tôi bây giờ báo cảnh sát, thằng nhóc anh đợi đấy lát nữa sẽ bị bắt đi ăn cơm tù. Không những phải ăn cơm tù, còn phải kiện anh ta cố ý làm hại người khác, bắt anh ta đền đến táng ra bại sản, mãi mãi cũng chỉ có thể sống ở trong tù. Mà Lâm Thanh Diện lúc này nghe mấy lời của những người này, trong lòng chỉ cảm thấy nực cười một trận, anh không khỏi lạnh lùng nói. Tôi sao lại nhớ, nồi canh này là Lưu Văn Hùng đụng phải, sao lại trách lên đầu của tôi rồi? Nhất thời nghe mấy lời của những người này, Lâm Thanh Diện trong nháy mắt tức quá thành cười, còn chưa đợi anh nói cái gì, Tôn Kỳ giãy giụa từ trên đất bò dậy, xông tới chỗ của Lâm Thanh Diện túm lấy cổ áo của Lâm Thanh Diện, gầm lên với Lâm Thanh Diện, mẹ nó, thằng nhóc này, tôi thấy anh là tìm chết rồi, vậy mà dám ám toán tôi, ông đây hôm nay đánh chết anh. Ha ha, nhìn Tôn Kỳ trước mặt đã bỏng đến mức nửa người đỏ rộp, Lâm Thanh Diện lập tức không nói gì nữa, phải biết nếu không phải Lưu Văn Hùng bắt tay Tôn Kỳ tính kế anh sao có thể sẽ tương kế tự kế, khiến Tôn Kỳ tự ăn quả đắng. Tất cả chuyện này vốn dĩ chính là nghiệp do chính Tôn Kỳ tạo ra, bây giờ thấy tính kế anh không thành, lại còn muốn ha nước bẩn lên đầu anh, điều này thật sự quá đáng quá rồi. Cho dù anh hôm nay vốn dĩ chính là muốn đến trêu đùa mấy người này một phen, anh bây giờ cũng đã không thể nhịn được nữa rồi. Lúc này Tôn Kỳ trực tiếp giơ một tay lên, muốn đánh vào mặt của Lâm Thanh Diện, mắt thấy, cái tát đó sắp đánh vào mặt của Lâm Thanh Diện, tất cả mọi người xung quanh đều nín thở. Một giây sau, cũng không có ai nhìn rõ Lâm Thanh Diện động như nào, chỉ nghe thấy một tiếng tát vô cùng giòn giã vang lên, Tôn Kỳ vóc dáng tráng kiện vô cùng cứ như thế bay ngược ra ngoài, đập vào bức tường cách đó không xa, khiến bức tường bị đập vào xuất hiện một vết lõm, sau đó mời từ từ trượt xuống. Mắt thấy thân thể của Tôn Kỳ không ngừng lăn lộn trên đất, trong miệng chỉ có hơi thở ra không có hơi hít vào, sau đó ngất đi. Mẹ nó, thằng nhóc này, giữa thanh thiên bạch nhật, anh sao lại dám động thủ lại người khác bị thương chứ? Lưu Văn Hùng nhìn một màn trước mắt này, bồng hít một hơi khí lạnh, anh ta bất luận như thế nào. Cũng không ngờ, thằng nhóc Lâm Thanh Diện này vậy mà dám động thủ trước với Tôn Kỳ, hơn nữa còn đánh Tôn Kỳ thành như này, phải biết đây chỉ là một cái tát. Tôn Kỳ là con nhà luyện võ, thằng nhóc này anh ta sao có thể làm được chứ? Chương 1140, một cái tát miểu sát. Nhưng sau khi nhìn thấy một màn này, trong lòng anh ta cũng chỉ có sợ hãi, anh ta chỉ là đang thấy may mắn, vẫn may vừa rồi người muốn thu thập Lâm Thanh Diện không phải là mình, nếu không sợ rằng bản thân anh ta cũng sẽ rơi phải kết cục của Tôn Kỳ. Nghĩ đến đây, tay của Lưu Văn Hùng chỉ trước mặt Lâm Thanh Diện đang run rẩy, mở miệng nói, anh đợi đấy, anh phản rồi. Vậy mà dám đánh người, tôi giờ báo cảnh sát. Anh đợi bị bắt đi, đến lúc đó tôi nhất định bắt phải anh vào tù. Vừa nói, anh ta vừa rút điện thoại ra, bày ra dáng vẻ muốn gọi điện thoại vào lúc này, còn chưa đợi Lâm Thanh Diện nói cái gì, chỉ thấy một cái gậy trống từ phía cửa bay vào, không biết nặng nhẹ đập vào đầu của Lưu Văn Hùng, trong nháy me đem đầu của Lưu Văn Hùng đập cho choáng váng hoa mắt, suýt chút nữa mông ngồi cả xuống đất ngấn đầu, Lưu Văn Hùng bỏng chốc tức phát điền. Tức giận gào lên với Lâm Thanh Diện, mẹ nó, anh vậy mà còn dám đánh tôi thấy anh thật sự chán sống rồi, đến lúc đó tôi không đập chết anh. Tôi cũng không mang họ Lưu. Đồ khốn, cháu muốn đập chết ai hả? Vào lúc này, một giọng nói vô cùng già nua từ phía cửa truyền đến, Lưu Văn Hùng nghe thấy giọng nói này, lập tức toàn thân trên dưới run lên một trận, mặt mày không dám tin quay ra nhìn về phía cửa. Nhìn thấy người ở cửa, anh ta trong nháy mắt bị dọa cho không nhẹ. Giọng nói cũng trở nên run rẩy, mở miệng hỏi. Chú sao lại đến đây? Mà lúc này người ở cửa không phải là người khác, chính là Lưu Ly và Lưu Viễn Kiều. Lưu Ly lúc này đang đỡ Lưu Viễn Kiều, vừa rồi cây gậy đó chính là Lưu Viễn Kiều quăng ra, ông ta vốn dĩ tìm đến đây là vì để nói một chuyện với Lâm Thanh Diện, thế mà vừa hay đụng phải một màn này. Phải biết Lâm Thanh Diện vừa mới chữa khỏi bệnh của vợ ông ta, đây chính là đại ân nhân của gia đình bọn họ, ông ta cảm ơn còn không kịp. Mà thằng nhóc này thế mà muốn gọi điện gọi người đến bà Lâm Thanh Diện, điều này khiến Lưu Viên Kiều trong lúc tức giận quên quá mới ném chiếc gậy trong tay. Hừ, chú tại sao đến đây? Cháu cái thằng nghiệt tử này, cậu còn có mặt mũi hỏi tôi, phải biết cậu Lâm chính là ân nhân của nhà chúng ta, mà cháu bây giờ đang làm cái gì đấy hả? Cháu, nhất thời nghe thấy lời của Lưu Viễn Kiều ở trước mặt, giọng nói của Lưu Văn Hùng đều bắt đầu ấp a ấp úng, anh ta vốn dĩ muốn ở đây tính kế Lâm Thanh Diện.
chính là vì không có Lưu Viên Kiều nhúng tay, bản thân có thể làm gì cũng được, mà bây giờ Lưu Viên Kiều cư nhiên tìm đến đây, anh ta đâu còn dám làm càn gì nữa. Nếu như anh ta dám tiếp tục ngang ngược, sợ rằng anh ta sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, đến lúc đó tất cả mọi thứ anh ta có đều sẽ biến mất sạch sẽ, anh ta không gánh nổi cái giá như này, anh ta còn chưa có hưởng thụ đủ. Chú cái gì mà chú? Nghe thấy lời của Lưu Văn Hùng, Lưu Viễn Kiều bồng nổi giận, trực tiếp quát lên, lúc này trực tiếp dọa Lưu Văn Hùng đến mức hai chân mềm nhũ, mông ngồi phịch xuống đất. Lâm Thanh Diễn lúc này, ánh mắt thản nhiên nhìn mọi chuyện trước mà. Thật ra nếu không phải Lưu Viễn Kiều xuất hiện, kết cục của Lưu Văn Hùng chỉ có thế càng thảm hơn. Lưu Viễn Kiều trực tiếp sải bước đi tới trước mặt Lâm Thanh Diễn, cung kính cúi sâu người với Lâm Thanh Diễn, sau đó ghé sát bên tai của Lâm Thanh Diễn, mở miệng nói vài câu gì đó. Vốn dĩ Lâm Thanh Diễn mặt mày đầy ý lạnh, vừa nghe thấy mấy câu mà Lưu Viễn Kiều nói ra, sắc mặt ngay lập tức thay đổi, mở miệng hỏi Lưu Viễn Kiều. Lời này là thật. Trên mặt của Lưu Viễn Kiều đây thành ý gật đầu với Lâm Thanh Diễn. Được, tôi biết rồi. Nói xong câu nói này, Lâm Thanh Diễn trực tiếp quay đầu, liếc nhìn về phía Lưu Văn Hùng, nhìn ánh mắt này của Lâm Thanh Diễn, Lưu Viễn Kiều lập tức hiểu ý, cung kính nói với Lâm Thanh Diễn, cậu Lâm cậu yên tâm đi. Thằng nhóc này tôi nhất định dạy dỗ nó thật nghiêm khắc. Nghe thấy lời này của Lưu Viễn Kiều, Lâm Thanh Diễn không có nói gì nữa, xoay người đi ra khỏi phòng bao, mà đằng sau bỗng truyền đến tiếng kêu cứu xé gan xé ruột của Lưu Văn Hùng. Rất rõ ràng, Lưu Viễn Kiều cũng sớm muốn thu thập thằng nhóc này một trận rồi. Lâm Thanh Diễn rảo bước chân, vừa rồi Lưu Viễn Kiều nói với anh, chỉ là tin tức của bí cảnh mà anh gần đây rất quan tâm, phải biết anh lần này đến đây chính là muốn tìm dược liệu. Có thể khiến Hứa Bích Hoài từ trong hôn mê tỉnh lại từ sau khi Hứa Bích Hoài hôn mê, anh cứ cảm thấy trong lòng trống rỗng, dù sao đó là chấp niệm tình yêu một đời của cô. Nghĩ đến đây khóe mắt của Lâm Thanh Diện có hơi ươn ướt, không bao lâu thì anh đến nơi mà Lưu Viễn Kiều vừa rồi nói với anh. Căn cứ theo những gì Lưu Viễn Kiều nói, ông ta cũng là vừa mới từ bên phía gia tộc nhận được tin tức, chính là thủ hạ ở đó phát hiện điều kỳ lạ. Không chừng câu đố về bí cảnh cũng có thể ở gần đó nhận được đáp án sau khi đến nơi mà Lưu Viễn Kiều nói với anh. Lâm Thanh Diện nhìn xung quanh không có ai, trong nháy mắt đem thần niệm của mình tản ra, bao phủ một khu vực lớn xung quanh. Không lâu sau, anh ở một góc khu đất hoang vắng này phát hiện một trò kỳ quái. Đó tuy là một tảng đá, nhưng rõ ràng bằng phẳng dị thường, giống như có người tận tâm điêu khắc. Mà những nơi khác, anh dùng thần niệm cũng có thể thăm dò tình trạng dưới đất. Nhưng duy chỉ có tảng đá này, anh vậy mà một chút đồ vật cũng không cảm nhận được, giống như bị tảng đá này bít kín, thần niệm không thăm dò được, nhất định có sự khác thường. Lâm Thanh Diện xoay người đi về phía nó. Anh cúi người, cậy tảng đá đó ra, bỗng chốc, ngay cả Lâm Thanh Diện mặt mày cũng xuất hiện vẻ bàng hoàng, không vì cái gì khác, chính là vì dưới tảng đá này, vậy mà là sự tồn tại hỗn độn giống như một cái động đen, hỗn độn không ngừng lưu chuyển. Căn bản nhìn không được đằng sau rốt cuộc có cái gì. Lâm Thanh Diện thuận tay nhặt một hòn đá bên cạnh lên, trực tiếp ném xuống, khoảnh khắc hòn đá rơi vào phiến hòn độn đó, bông chốc giống như trồng rông biến mất vậy. Vào lúc này, thân niệm của anh cảm nhận về anh đi đi lại lại ở đây lâu như vậy, đã điều tra nhiều manh mối như thế, đến cuối cùng lại chỉ đơn giản như vậy thì đã biết được lõi vào của bí cảnh. Thật là đạp phá thiết hài vô mịch xứ, đắc lai toàn bất phí công phu sao. Tục ngữ sao, ý bằng đi rách giày cũng không tìm được, không tốn sức gì lại tìm ra. Chỉ cần vừa nghĩ đến trong bí cảnh này có thể tồn tại thuốc giải khiến Hứa Bích Hoài tỉnh lại, Lâm Thanh Diện cũng không kìm được mà vô cùng kích động ở trong lòng, sau khi thăm dò đơn giản một phen mắt nhắm lại, nhảy vào trong phiến hỗn độn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1140.